Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 5. Cậu thì dẹp đi, ngày sau cậu chính là tổng giám đốc Lưu, học võ gì chứ, với lại luyện võ phải đơn thuần không được có ý nghĩ đen tối, ngày sau cậu quản lý công ty, càng ngày càng bận rộn, thời gian đâu mà luyện võ. Dương Bách Xuyên cười nửa thật nửa giả nói với Lưu Thích Kỳ. Thật ra trong lòng anh đã có suy tính khác cho Lưu Thích Kỳ, đợi sau này có tu vi cao, có thể luyện chế đan dược thì anh sẽ dẫn dắt Lưu Thích Kỳ tu chân, bước vào tu chân mới là con đường huy hoàng chân chính. Còn về Lý Đại Nghị, tìm cơ hội truyền thụ thuật ngũ hành dẫn thể cho anh ta trước, nếu như có thể có thành công cũng là chuyện không bình thường. Trong truyền thừa, thuật ngũ hành dẫn thể là do một vị kỳ tài của giới tu chân sáng tạo ra, người kia lấy võ nhập đạo. Nói cách khác, nếu tu luyện thành công thuật ngũ hành dẫn thể thì đồng nghĩa với việc có thể nhập đạo tu chân. Chuyện tu luyện, đến cuối cùng vẫn là vạn pháp quy nhất. Xí, tôi cũng không muốn học đâu. Lưu Thích Kỳ lườm Dương Bách Xuyên một cái, trên thực tế, Lưu Thích Kỳ vẫn thích làm công ty hơn là đi luyện võ, làm một đế chế thương nghiệp khổng lồ, làm mưa làm gió trong giới kinh doanh. Bởi vì trong hiện thực, tiền và thân phận địa vị mới là tất cả, anh ta cũng không nghĩ tới võ đạo gì đó, dù có tài giỏi cỡ nào thì có thể chống đỡ được súng đạn sao. Sau khi buổi tuyển dụng kết thúc, một số người đi ăn cơm. Lưu Tích Kỳ tổ chức một bữa tiệc cho mọi người trong công ty cùng với mấy chục người được tuyển dụng hôm nay. Trên bàn rượu, Lưu Tích Kỳ nói một vòng, lọt vào tai Dương Bách Xuyên thật đúng là có vài phần phẩm chất của Tổng Giám Đốc. Anh thầm nghĩ, Thiết Đản xem ra đã học tập tiến bộ rất nhiều, mình cũng phải cố gắng hết sức thôi. Gần đây tu vi không có chút tăng trưởng nào, khiến anh có chút phiền lòng. Ở trong lòng Dương Bách Xuyên, việc tu chân mới là tất cả với anh. Một giờ sau, ăn cơm xong xuôi, mọi người lần lượt rời đi. Trong sảnh chỉ còn lại Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị. Ba người gọi một ấm trà, sau khi tán gẫu một hồi, Lưu Tích Kỳ nói buổi chiều anh ta phải đến khóa huấn luyện nghe giảng nên đã rời đi sớm, trước khi đi còn dặn dò Dương Bách Xuyên nhiều lần là đến công ty xem nhiều hơn, rượu Cố Nguyên đã sắp đưa ra thị trường, đến lúc đó chủ tịch như anh phải đến tham dự. Đối với việc này, Dương Bách Xuyên chỉ có thể làm lấy lệ, anh thật sự không có hứng thú với những chuyện như quản lý công ty này nọ. Mà bắt đầu từ giờ trở đi, Lý Đại Nghị chính là quản lý bộ phận an ninh của công ty Vân Kỳ, ngày mai chính thức đi làm bắt đầu thành lập hệ thống an ninh. Nhưng người này một chút cũng không có ý định rời đi, vẫn dùng ánh mắt nóng rực nhìn Dương Bách Xuyên, chờ đợi anh truyền thụ khẩu quyết võ công cho anh ta. Nhìn thấy Lý Đại Nghị chờ mong. Dương Bách Xuyên biết không cho anh ta sẽ ngủ không ngon giấc mất, anh bảo phục vụ đi tìm giấy bút mang đến, sau đó lập tức viết cho Lý Đại Nghị khẩu quyết thuật ngũ hành dẫn thể, đương nhiên chiêu thức tương ứng cũng đều được vẽ rất tỉ mỉ. Trước khi giao cho anh ta, Dương Bách Xuyên nghiêm túc nói, sau khi xem xong thì phải tiêu hủy ngay, không thể truyền ra ngoài, tôi với anh có tí duyên phận, có thể gặp mặt anh, cho anh phần khẩu quyết võ công này đồng nghĩa với việc đã coi anh là anh em. Ngày sau không được tôi cho phép thì anh không được truyền cho người thứ ba, có thể làm được sao? Ta có thể thề, tuyệt đối không tiết lộ cho người thứ ba biết. Lý Đại Nghị trịnh trọng hứa hẹn. Sở dĩ Dương Bách Xuyên nói vậy, thật ra chỉ không muốn dẫn đến phiền phức không đáng có. Dù sao anh cũng không rõ lắm, Trung Quốc còn tồn tại loại truyền thừa võ công này hay không, nếu tồn tại, chắc chắn sẽ có người tu luyện cổ võ, một khi thuật ngũ hành dẫn thể tiết lộ ra ngoài. Có thể tưởng tượng được sẽ đem tới phiền phức gì. Thuật ngũ hành dẫn thể là do sư phụ thu thập được ở giới tu chân, nói không hề khoác lác là đặt ở địa cầu chính là một phần võ học bảo điển chân chính, điểm này Dương Bách Xuyên tự mình tu luyện nên rất rõ ràng. Sau khi nhận được lời hứa của Lý Đại Nghị, Dương Bách Xuyên viết ra thuật ngũ hành dẫn thể và giao cho anh ta, hơn nữa còn tỉ mỉ giảng giải cho anh mấu chốt tu luyện trong đó. Mãi đến khi Lý Đại Nghị hiểu được cơ bản mới thôi, nhìn thời gian sắc trời đã hoàng hôn rồi, Dương Bách Xuyên muốn trở về, còn phải đến nhà U Dương Ngọc Thanh đón con chồn Hương Hương. Mà Lý Đại Nghị cảm thấy thỏa mãn rời đi, anh ta trở về thu dọn đồ đạc, buổi tối bắt đầu đi làm, trực tiếp ở công ty, tạm thời công ty Vân Kỳ không có nhân viên bảo vệ, anh ta muốn gánh vác trách nhiệm này, đây là báo ơn cho Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ. Dương Bách Xuyên lái xe thẳng đến nhà U Dương Ngọc Thanh, nhạc nhạc muốn đưa đến nhà bà nội của con bé. Con chồn không có người trông coi, Dương Bách Xuyên cũng sợ con chồn sẽ làm U Dương Ngọc Thanh bị thương,
dù sao nó cũng là sủng vật hoang dã. Đúng lúc đi, U Dương Ngọc Thanh cũng chuẩn bị đưa Nhạc Nhạc đến chỗ bà nội của con bé, sau khi Dương Bách Xuyên đi qua, dứt khoát đưa các cô đến đó, dù sao cũng tiện đường lái xe. Đối với chuyện Dương Bách Xuyên hiện tại đã giàu có, đêm qua trong lúc hai người nói chuyện phiếm Dương Bách Xuyên đã nói cho cô ấy biết, nhưng biết thì biết, sau khi tận mắt nhìn thấy chiếc BMW mới của Dương Bách Xuyên, trong mắt U Dương Ngọc Thanh vẫn hiện lên sự kinh ngạc. Dương Bách Xuyên là người nghiên cứu và phát triển đan chú nhan, nghe thấy thế, trong lòng cô ấy vẫn thấy chấn động, nhưng Dương Bách Xuyên giải thích là trong nhà anh có sách thuốc cổ nên tìm được phương thuốc từ trong đó. Cho dù thế nào, có thể nhìn thấy Dương Bách Xuyên thành công như hôm nay, U Dương Ngọc Thanh vẫn vui mừng thay anh. Sau khi đưa mẹ con các cô qua, Dương Bách Xuyên tự mình lái xe trở về, U Dương Ngọc Thanh muốn ở lại nhà ba mẹ cô ấy một đêm, điều này làm cho Dương Mỗ có chút thất vọng. Thời gian kế tiếp, Dương Bách Xuyên sống rất phong phú, thời gian học tập thì vẫn học tập, thời gian tu luyện thì vẫn tu luyện, tiện thể luyện chế ra phần đan chú nhan tiếp theo giao cho nhà họ Liễu. Mỗi một tuần, thẻ ngân hàng của anh đều tăng lên mấy trăm vạn nhờ lợi nhuận của đan chú nhan đan. Chớp mắt thời gian đã đến ngày tốt nghiệp, mọi người đều bận rộn tìm việc làm, tìm đơn vị thực tập. Dương Bách Xuyên nhìn mấy nhà cũng không quá vừa lòng. Cũng may Lưu Tích Kỳ biết Dương Bách Xuyên sau khi tốt nghiệp muốn tìm đơn vị thực tập, đã lập tức liên hệ với lớp trưởng Tưởng Trấn ở tập đoàn Triệu Thị, liên hệ với công ty đấu giá Triệu Thị, về công việc thực tập cuối cùng cũng quyết định xong rồi. Vào ngày tốt nghiệp, cả lớp đã tổ chức một bữa tiệc. Dẫn đầu là Liễu Linh Linh, mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của cô thúc giục anh vội vàng đi qua. Dương Bách Xuyên biết, Liễu Linh Linh sẽ ra nước ngoài, lần này sau khi tốt nghiệp. Vẫn không biết khi nào có thể gặp mặt. Sau khi rửa mặt xong anh lập tức đi ngay, anh không lái xe, anh lựa chọn khiêm tốn ở trước mặt các bạn học. Địa điểm liên hoan là một nhà hàng cách trường học không xa. Khi Dương Bách Xuyên bắt xe tới đó mới phát hiện hầu hết các nhà hàng xung quanh đều có sinh viên tụ tập. Liễu Linh Linh là người đứng ra tổ chức, đương nhiên nhà hàng cô tìm không tệ. Khi Dương Bách Xuyên đến nơi, anh phát hiện Lâm Hoan và Tiền Tiểu Bối cũng có mặt. Hôm nay không chỉ có bạn cùng lớp tới, mà còn có một số sinh viên lớp khác là bạn thân của họ. Lúc Dương Bách Xuyên đi vào nhà hàng, từ xa anh đã thấy Liễu Linh Linh được vây ở giữa, xung quanh là một nhóm bạn học ồn ào. Không biết bọn họ đang ồn ào cái gì, Dương Bách Xuyên đi đến xem thử, lập tức vui vẻ. Thì ra bạn mập lại tỏ tình với Liễu Linh Linh. Đây là chuyện rất quen thuộc ở buổi liên hoan tốt nghiệp. Uống rượu vào gan cũng to hơn. Tỏ tình là chuyện bình thường. Vừa hay Dương Bách Xuyên nghe thấy cậu mập say bí tỉ đang gào to, Liễu Linh Linh, tôi thích cậu. Tức thì tiếng huýt sáo vang khắp phòng, mọi người đều biết đây là chuyện bất khả thi. Liễu Linh Linh dở khóc dở cười nhìn bạn mập, đúng lúc này cô trông thấy Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm xuất hiện, lập tức hét to, tên khốn Dương Bách Xuyên kia, sao bây giờ cậu mới đến? Chuyện Liễu Linh Linh và Dương Bách Xuyên có quan hệ tốt không phải bí mật trong trường. Rất nhiều anh chàng đều ghen tị với Dương Bách Xuyên, nhưng may mà Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh đều không công bố ai là người yêu của ai, thậm chí có rất nhiều nam sinh vẫn còn ôm ảo tưởng, bạn mập uống say mềm kia chính là một trong số đó. Thấy Dương Bách Xuyên đến, bạn mập nghiêng ngả úp sấp lên bàn, không biết say thật hay là tìm cớ cho mình xuống nước. Các nam sinh đều nhìn ra thái độ của Liễu Linh Linh đối với Dương Bách Xuyên, trong lòng vô cùng ghen tị. Khụ khụ, xin lỗi vì tôi tới trễ, xin lỗi xin lỗi. Dương Bách Xuyên vội vàng tỏ ý xin lỗi mọi người. Lúc này mấy nam sinh nhìn nhau, chuẩn bị báo thù. Báo mối thù Dương Bách Xuyên độc chiếm tình cảm của Hoa Khôi. Trong đó có một người tên Ngụy Nhân, là sinh viên giỏi trong lớp. Gia cảnh cũng tốt nên bên cạnh có một nhóm bạn. Anh ta cũng là người theo đuổi Liễu Linh Linh, từng công khai viết thư tình cho cô, nhưng bị cô từ chối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy nhiên Ngụy Nhân không để ý, vẫn chưa hết hy vọng với Liễu Linh Linh, không bỏ qua bất kỳ cơ hội theo đuổi nào. Mãi cho đến khi Dương Bách Xuyên xuất hiện, anh ta phát hiện ra Liễu Linh Linh cực kỳ để ý đến Dương Bách Xuyên. Điều này làm cho Ngụy Nhân rất ghen tị với cậu bạn cùng lớp có xuất thân bần hàn này. Anh ta nháy mắt với mấy người bên cạnh, chuẩn bị đối phó với Dương Bách Xuyên. Đương nhiên không phải dùng vũ lực,
mà là uống rượu. Mấy người bọn họ muốn chuốc say Dương Bách Xuyên, khiến anh mất mặt. Trong mắt Ngụy Nhân, Dương Bách Xuyên là cậu bạn không có nhiều mối quan hệ tốt trong lớp nên sẽ không có ai giúp anh, lần này nhất định có thể ép Dương Bách Xuyên uống say như chó chết. Anh ta thầm đắc ý trong lòng, lập tức mỉm cười lên tiếng, tôi đề nghị phạt Dương Bách Xuyên đến trễ ba cốc, mọi người có đồng ý không? Mọi người đều là thanh niên trẻ, ai cũng thích náo nhiệt, cho nên đề nghị của Ngụy Nhân nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Đồng ý. Dương Bách Xuyên mỉm cười, cũng gật đầu nói, được, tôi nhận phạt. Đều là bạn cùng lớp, mặc dù trong lớp anh không có mấy người bạn thân thiết, nhưng Trung Quốc có mấy tỷ người, có thể học cùng trường đã chẳng dễ dàng gì chứ huống chi còn là cùng lớp. Từ nay về sau mọi người ai đi đường nấy, có duyên thì gặp lại, không có duyên thì e là cả đời này sẽ chẳng gặp lại nhau. Dương Bách Xuyên bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của mọi người, lòng cũng bùi ngùi. Anh không nghĩ ngợi nhiều, định đi rót rượu. Nhưng lúc này Ngụy Nhân lại nói thêm, có thành ý chút đi, đổi cốc to. Tức thì có người đặt cốc to đã chuẩn bị sẵn xuống trước mặt Dương Bách Xuyên, bắt đầu rót bia, một cốc vừa khéo một chai, tổng cộng 3 chai bia. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhận ra đám Ngụy Nhân muốn chỉnh mình. Anh híp mắt nhìn bọn họ, khẽ nhếch môi nở nụ cười. Nhưng anh cũng không dài dòng, 3 chai bia mà thôi, anh lập tức bưng bia lên uống cạn. Hay lắm. Dương Bách Xuyên uống xong, đám Ngụy Nhân dẫn đầu vỗ tay khen ngợi. Sau đó, Ngụy Nhân nói bằng giọng điệu rất chân thành, Dương Bách Xuyên, chúng ta là bạn học cùng lớp, tốt nghiệp rồi e là khó gặp lại nhau. Nào, tôi uống với cậu một cốc, tôi cũng dùng cốc to. Anh ta vừa nói vừa rót đầy rượu cho Dương Bách Xuyên, tiếp theo bưng cốc lên tỏ ý 100%, sau đó uống hết một cốc bia to. Dương Bách Xuyên càng cười nghiêng ngả trong lòng. Sao anh lại không biết mưu tính của Ngụy Nhân kia chứ? Anh ta dứt khoát uống hết một cốc to, hoàn toàn không Dương Bách Xuyên cơ hội lên tiếng. Dương Bách Xuyên biết Ngụy Nhân uống xong cốc này, 5-6 nam sinh bên cạnh Ngụy Nhân sẽ tìm anh uống rượu, anh mà không uống thì chính là coi thường người ta. Anh thầm cười khẩy trong lòng, Ngụy Công Công vẫn là kiểu miệng thì thơn thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không giao. Tao phải hạ gục lũ chúng mày. Ngụy Công Công là biệt danh các bạn học khác trong lớp đặt cho Ngụy Nhân, bởi vì anh ta nói năng nhỏ nhẹ như thái giám trong phim. Trong cơ thể Dương Bách Xuyên có chân khí, cho dù 60 người tìm anh uống rượu anh cũng không sợ, chứ khỏi nói tới 6 người bao gồm cả Ngụy Nhân. Anh chỉ cần vận chuyển chân khí một vòng thì bao nhiêu chất cồn cũng bốc hơi hết sạch. Ngụy Nhân uống xong, Dương Bách Xuyên thản nhiên nở nụ cười uống cạn cốc bia của mình. Quả nhiên ngay sau đó lại có thêm một người đi đến nói mấy lời làm nhảm đánh bài tình cảm, muốn mời rượu Dương Bách Xuyên. Lúc này mấy người Liễu Linh Linh và Lâm Hoan cũng nhìn ra nhóm Ngụy Nhân muốn chỉnh Dương Bách Xuyên. Liễu Linh Linh nói với Ngụy Nhân, Ngụy Nhân, các cậu quá đáng rồi đấy. 6 người tìm Dương Bách Xuyên uống rượu, rõ ràng là bắt nạt người ta. Phải đó, không ngờ nam sinh khoa lịch sử các cậu đều bụng dạ đen tối, có phải ai cũng nham hiểm như vậy không? Tiền tiểu bối cũng lên tiếng. Thích thì cùng uống đi. Chẳng phải các cậu muốn mời rượu sao, bản cô nương cũng uống được. Lâm Hoan cũng đứng về phía Dương Bách Xuyên. Mặc dù Lâm Hoan và tiền tiểu bối là người lớp khác, nhưng nhóm Ngụy Nhân không dám không khai cãi cọ với các cô. Tên Ngụy Nhân giả tạo bắt đầu giả vờ cười khổ, các cậu nghĩ nhiều rồi đó, tôi chỉ muốn tìm Dương Bách Xuyên uống một cốc bia mà thôi, không có ý gì khác. Lẽ nào chúng ta là bạn học? Tốt nghiệp rồi tôi uống một cốc bia với Dương Bách Xuyên cũng có lỗi sao? Đúng không Dương Bách Xuyên? Ngụy Nhân trưng ra bộ mặt khổ sở nhìn Dương Bách Xuyên, ai không biết còn tưởng anh ta chỉ đơn thuần tìm Dương Bách Xuyên uống rượu. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho ba người Liễu Linh Linh còn muốn đáp trả đừng tranh cãi nữa, sau đó mỉm cười bảo, đúng vậy, Ngụy Nhân nói rất đúng. Chúng ta sắp mỗi người một nơi, không biết sau này có gặp lại hay không. Tôi uống rất vui, cũng uống rất giỏi. Lúc anh nói đến đây, mấy người Ngụy Nhân đều nở nụ cười. Nhưng câu nói tiếp theo của Dương Bách Xuyên lại khiến bọn họ giật mình kinh ngạc, sau đó vui mừng muốn nhảy nhót, cho rằng Dương Bách Xuyên bị ấm đầu. Chỉ nghe Dương Bách Xuyên nói tiếp, hay là thế này, chúng ta có 7 người và 7 két bia, một mình tôi uống 2 két, 6 người các cậu uống 5 két. Mọi người đều là bạn cùng lớp, hôm nay uống sạch luôn. Sao nào, các cậu có dám không?
Đấu rượu một chọi sáu. Dương Bách Xuyên, cậu điên à? Liễu Linh Linh là người đầu tiên không kìm được lên tiếng. Cô cho rằng Dương Bách Xuyên sĩ diện hão, muốn chơi trội, một mình nhận hai két bia. Bia này không phải loại chai nhỏ như ở quán karaoke, mà là chai to, một két có 12 chai, hai két là 24 chai. Cho dù là 24 chai nước lạnh cũng vỡ bụng chứ đừng nói chi đến 24 chai bia. Được, sảng khoái đấy. Mang bia lên, Ngụy Nhân sợ Dương Bách Xuyên đổi ý, vội vàng chấp nhận. Anh ta đã tính rồi, 6 người bọn họ 5 két bia, tổng cộng 60 chai, mỗi người uống 10 chai. Còn Dương Bách Xuyên thì một mình uống 24 chai, tính kiểu gì cũng thấy lời. Lúc này đã có người mở hết 7 két bia, cả thảy 84 chai đặt kín một bàn lớn, trông cực kỳ chấn động. Mọi người đều biết Dương Bách Xuyên bị mấy người Ngụy Nhân chọc giận, bắt đầu hành động theo cảm tính, chính là đang giận dỗi. Ba người Liễu Linh Linh, Lâm Hoan, Tiền Tiểu Bối nhìn mà sốt ruột, các cô sợ ảnh hưởng tới thể diện của Dương Bách Xuyên nên không dám khuyên can. Họ đưa mắt nhìn nhau, cùng lắm thì lát nữa uống giúp Dương Bách Xuyên là được. Đúng lúc này, Dương Bách Xuyên rất bất ngờ khi thấy cậu bạn BD đi đến bên cạnh anh, ngón tay cong thành hình hoa lan, nói với anh, Dương Bách Xuyên, cậu manly quá trời đất, hôm nay bà đây ủng hộ cậu, chúc say Ngụy công công. BD chết tiệt, liên quan méo gì đến cậu, cút sang một bên. Ngụy Nhân bực bội ra mặt khi nghe thấy BD gọi mình là Ngụy công công. Hừ, người khác sợ cậu chứ bà đây chẳng sợ, hôm nay bà đây cứ ủng hộ Dương Bách Xuyên đấy, thì sao nào? BD duỗi hoa lan chỉ. Tính thêm tôi nữa, rõ ràng là Ngụy công công bắt nạt người ta. Ha ha, tôi cũng muốn uống. Một giọng nói lười biếng vang lên. Dương đứng đầu, cậu góp vui gì chứ? Ngụy Nhân híp mắt nói. Dương Bách Xuyên nhìn sang, lập tức vui vẻ. Anh nói thầm, xem ra anh đây vẫn có sức hấp dẫn. Anh không ngờ Dương đứng đầu cũng ra mặt giúp mình. Dương đứng đầu là biệt danh, tên thật là Dương Lâm. Anh ta là nhân vật truyền kỳ trong lớp, thậm chí là trong khoa, trong trường. Thật sự là không có mấy ai dám công khai xem nhẹ Ngụy Nhân, Dương Lâm là một trong số đó. Dương Lâm có biệt danh là Dương đứng đầu bởi vì anh ta đứng đầu lộn ngược trong lớp. Nghe nói bắt đầu từ hồi năm nhất đến năm tư anh ta rất gần hết các môn. Nhưng điều kỳ lạ là nhà trường không ra lệnh cưỡng chế đuổi học, anh ta học một mạch lên năm tư. Cũng có tin đồn Dương Lâm có cơ to, quan hệ rộng. Hơn nữa, Dương Lâm là nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Phải bắt đầu kể chuyện từ hồi năm nhất, nghe nói năm nhất anh ta từng bị mấy đàn anh năm hai bắt nạt. Nhưng hôm sau đã xảy ra một chuyện kỳ lạ, mấy đàn anh năm hai bắt nạt Dương Lâm đều chủ động đến tìm Dương Lâm rồi quỳ xuống trước mặt anh ta tự tát mấy chục bạt tai, luôn miệng cầu xin Dương Lâm tha thứ. Dương Lâm chỉ nói với mấy đàn anh năm hai một câu, sau này đừng tự tìm đường chết nữa. Nếu lần sau các anh còn ra tay, tôi vẫn không đánh trả đâu, nhưng có thể các anh sẽ chết đấy. Từ đó về sau trong trường không còn ai dám chọc vào Dương Lâm nữa, ngay cả tên mấy tên đầu gấu trường cũng không dám. Có điều ở trường Dương Lâm rất khiêm tốn, kín tiếng. Có người suy đoán gia đình Dương Lâm là xã hội đen. Tóm lại, Dương Lâm chính là một quái thai trải qua cuộc sống vườn trường không được như ý. Ngụy Nhân là một sinh viên xuất sắc, nghe đồn có người thân là sếp lớn trong bộ giáo dục, bản thân anh ta là cán bộ lớp, cuộc sống xuôi trèo mát mái, cũng không có ai dám trêu chọc. Nhưng Dương Lâm dám, biệt danh Ngụy công công của Ngụy Nhân cũng là Dương Lâm đặt cho. Tuy anh ta hận Dương Lâm nhưng không dám ho he gì. Trong lớp số người dám gọi Ngụy Nhân là Ngụy công công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Lâm không nói nữa, người khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc là BD. Tên này thường hay bị các bạn trêu chọc gọi là BD, nam sinh nữ tính. Tối nay anh ta công khai đứng về phía Dương Bách Xuyên, gọi Ngụy Nhân là Ngụy công công. Mà Ngụy Nhân cũng chỉ tỏ ra giận dữ chứ không làm gì được BD. Dương Bách Xuyên thầm suy đoán BD cũng là người có chống lưng. Về phần Dương Lâm, sau khi anh ta đứng về phía Dương Bách Xuyên gọi Ngụy Nhân là Ngụy công công một cách khinh bỉ, thì Ngụy Nhân cũng chỉ dám tỏ vẻ tức giận thôi chứ không dám chửi mắng. Với hiểu biết của Dương Bách Xuyên về Ngụy Nhân, tên này là kẻ không chịu thiệt, nếu ai gọi anh ta là Ngụy công công thì anh ta nhất định sẽ trở mặt. Nhưng khi đối mặt với BD và Dương Lâm, anh ta không làm gì cả.
Điều này đủ để chứng minh Dương Lâm và BD có chỗ dựa không phải dạng vừa. Dương Bách Xuyên có thể đoán được lý do BD đứng về phía mình, bởi vì anh đan chú nhàn anh tặng BD giúp làn da của tên này thay đổi rõ rệt. Anh ta giúp mình còn hiểu được. Nhưng Dương Lâm đột nhiên giúp anh thì anh không tài nào hiểu nổi, bởi vì hai người không qua lại gì. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa Dương Bách Xuyên vẫn rất cảm động trước sự giúp đỡ của Dương Lâm và BD. Mặc dù trong trường hợp này nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi có hơi gượng ép, nhưng cũng không khác lắm. Dương Bách Xuyên không có bạn bè, người khác tốt với anh một thì anh tốt lại 10, giờ khắc này anh đã ngầm thừa nhận Dương Lâm và BD là bạn của mình. Hoạn nạn gặp chân tình, câu này hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tình cảm ấm áp này anh ghi tạc trong lòng. Có điều đấu rượu một chọi sáu, anh hoàn toàn không để sáu người nhóm ngụy nhân vào mắt. Anh là truyền nhân của Tản Tiên, là người tu chân, đùa chết sáu người bọn họ đơn giản như uống nước lạnh. Lúc này, ngụy nhân buông lời châm chọc, sao nào Dương Bách Xuyên, cậu muốn tìm người giúp đỡ hả? Vậy có phải chúng tôi cũng có thể tìm không? Anh ta không muốn để cho BD và Dương Lâm nhúng tay vào chuyện này. Hôm nay sáu chọi một, không ép Dương Bách Xuyên say như chó chết, bẽ mặt trước mọi người thì ngụy nhân không cam lòng. Dương Bách Xuyên còn chưa nói gì, BD đã cất giọng the thé nói, ngụy công công, không ngờ đấy. Tôi đã gặp người trơ trẽn nhưng chưa thấy ai trơ trẽn như cậu. Một mình cậu uống 24 chai thử coi. Dương Lâm cũng cười khẩy, ngụy công công có bản lĩnh đấu công bằng không? Liễu Linh Linh gần giọng nói, ngụy nhân, mấy người các cậu đừng quá đáng. Tiền tiểu bối càng tuyệt tình hơn, thái giám chết tiệt, tôi đã nghe nói cậu là đồ mưu mô từ lâu, quả nhiên đúng là như thế. Đây là trắng trợn bắt nạt người khác đó. Dương Bách Xuyên đừng uống, đấu rượu với loại người này không đáng. Lâm Hoan nhìn ngụy nhân, tỏ thái độ chán ghét. Ba người đẹp bảo vệ Dương Bách Xuyên như vậy làm ngụy nhân và mấy người bên cạnh anh ta càng tức giận hơn. Ngụy nhân nhìn mấy người Dương Bách Xuyên, lạnh lùng nở nụ cười, tôi nghĩ các cậu nhầm rồi phải không, nói cứ như tôi là người xấu vậy. Chính Dương Bách Xuyên tự nói muốn đấu rượu với chúng tôi, sáu người chúng tôi đâu có ép cậu ta. Ngụy nhân nói xong, nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên giây lát, vẻ mặt tràn đầy mỉa mai, Dương Bách Xuyên, vậy thì đừng uống, tôi coi như lúc nãy cậu đánh giám. Mấy người tiền tiểu bối, Lâm Hoan chửi mắng. Ngụy nhân biết bối cảnh gia đình của họ nên không dám chọc vào, bèn chút hết cơn giận lên đầu Dương Bách Xuyên, trong lòng thầm hận, tất cả là tại tên khố rách áo ôm Dương Bách Xuyên này, hôm nay không giẫm cậu ta dưới chân thì khó xả cơn giận trong lòng mình. Về việc ngụy nhân cố ý khích mình, Dương Bách Xuyên cười khẩy trong lòng, cho mấy đứa chúng mày vểnh đuôi một lát đấy, hôm nay anh đây sẽ khiến chúng mày hộc máu từ hai miệng. Anh nói với đám Liễu Linh Linh đang tức giận, không sao, tôi có thể ứng phó. Sau đó anh nhìn ngụy nhân, mỉm cười bảo, ngụy nhân đừng khích tôi, Dương Bách Xuyên tôi nói được làm được, hôm nay kẻ nào không uống hết chính thì kẻ đó là cháu trai, phải quỳ xuống gọi ông nội xin tha. Được, cậu nói đấy nhé, ngụy nhân cười nham hiểm. Dương Bách Xuyên đảo mắt, suy nghĩ một lúc, bọn họ có 6 người, bình quân mỗi người 10 chai, nếu uống giỏi thì có thể uống hết 10 chai, thế thì không đạt được mục đích anh muốn. Hay là thêm nữa. Hôm nay anh đây phải đào hố chôn chúng mày. Anh híp mắt nói, ngụy nhân, hay là thế này đi, tôi thêm 10 chai, mỗi người các cậu thêm 5 chai. Đã liều thì liều hết mình, 6 người các cậu có dám không? Anh vừa dứt lời, mặt ngụy nhân chợt biến sắc. Anh ta cảm thấy nếu cố thì có thể uống hết 10 chai, nhưng đó là cực hạn rồi, chắc chắn sẽ phun ra. Nhưng sau khi nhìn thấy 24 chai bia trước mặt Dương Bách Xuyên, anh ta lại cười thầm trong lòng. Dương Bách Xuyên tự thêm cho mình 10 chai tức là 34 chai, cho dù anh là thánh bia cũng không thể uống được 34 chai bia, trừ khi anh là siêu nhân. Cho nên ngụy nhân cho rằng Dương Bách Xuyên cố ý dọa 6 người bọn họ, nếu bọn họ không ứng chiến thì Dương Bách Xuyên có thể danh chính ngôn thuận nói một câu các cậu sợ thì không uống nữa. Nghĩ tới đây, ngụy nhân và mấy người bên cạnh nhìn nhau, đều nhìn thấu ý nghĩ trong mắt đối phương. Anh ta cười sang sảng, được. Cậu thêm 10 chai, chúng tôi mỗi người thêm 5 chai. Phục vụ, lấy thêm 40 chai bia đến đây. Ngụy nhân đắc ý cười to, thầm nhủ, tao cho mày khoe mẽ nè, để xem lát nữa mày chết thế nào. Ngụy nhân không biết là hiện giờ Dương Bách Xuyên là sự tồn tại giống với siêu nhân,
bởi vì anh là người tu nhân. Hai bên đấu rượu thu hút sự chú ý của một số người trong nhà hàng. Nhân viên phục vụ đã ngồi canh bên cạnh hóng Dreamer từ lâu. Nghe Ngụy Nhân gọi thêm bia, anh ta chạy vèo đi lấy thêm 40 chai bia, nhân tiện mở nắp cho hai bên. Hiện tại trước mặt Dương Bách Xuyên có 34 chai bia, trước mặt 6 người Ngụy Nhân mỗi người 15 chai. Chỉ nhìn chai bia thôi cũng cực kỳ chấn động rồi. Những người đến nhà hàng này ngày hôm nay không chỉ có sinh viên kỳ tốt nghiệp của trường Dương Bách Xuyên, mà còn có trường khác. Trong căn phòng rộng lớn có rất nhiều người, tin tức Dương Bách Xuyên đấu rượu một chọi 6 lan truyền khắp đại sảnh với tốc độ chóng mặt. Xưa nay ở Trung Quốc không bao giờ thiếu người hóng hớt, mọi người nhao nhao vây xem, nhưng không ai tin Dương Bách Xuyên có thể uống hết 34 chai bia, cho rằng anh giả ngầu. Dương Bách Xuyên nở nụ cười hờ hững trước những lời bàn tán xung quanh. Anh không nói thêm một chữ, lập tức cầm lấy một chai bia bắt đầu uống, 10 giây một chai. Sau khi thong dòng uống hết một chai, anh mới nói với Ngụy Nhân, Ngụy công công uống đi, nhớ là 15 chai đấy, không uống hết thì quỳ xuống xưng cháu trai. Bây giờ không chỉ có sinh viên trường mình vây xem đâu, đừng để mất mặt. Cậu phải uống hết đấy, tôi cũng không mong các cậu gọi tôi là ông nội đâu. Dương Bách Xuyên nói xong lại tiếp tục uống chai thứ hai. Vẫn 10 giây một chai. Tiếp tục chai thứ 3, chai thứ 4, thứ 5, thứ 6. Cho đến khi uống hết chai thứ 7 anh mới dừng lại ở hơi rượu. 7 chai liên tiếp, Dương Bách Xuyên còn chẳng lấy hơi. Bên cạnh có người xem giờ thì thấy mỗi chai Dương Bách Xuyên đều uống trong 10 giây, tức khắc gọi anh là thần. Sau khi anh đặt chai thứ 7 xuống, tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay lập tức vang lên bốn phía. Mà lúc này bên Ngụy Nhân, mỗi người mới chật vật uống được nửa chai. Bọn họ thấy Dương Bách Xuyên uống một mạch 7 chai bia, rốt cuộc mặt ai nấy đều biến sắc. Nhất là Ngụy Nhân, trong lòng thầm mắng Dương Bách Xuyên là biến thái. Sau khi Dương Bách Xuyên ợ hơi rượu, anh cầm lên chai thứ 8 trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trong mắt người bình thường, 34 chai bia chính là thần thoại, trên kỷ lục Guinness cũng chẳng có ấy chứ. Hôm nay Dương Bách Xuyên hừng hực khí thế muốn hoàn thành. Lại là 10 giây, chai bia thứ 8 vào bụng, tiếp đó là chai thứ 9. Lần này Dương Bách Xuyên uống một lèo 12 chai mới dừng lại. Uống 12 chai liên tục, lúc này bụng rất căng, anh chuẩn bị giải quyết. Càn khôn tạo hóa quyết vận chuyển trong cơ thể, bia trong bụng bắt đầu bốc hơi nhờ tác dụng của chân khí. Tình huống lúc này của anh khá giống trong Thiên Long Bát Bộ, Đoàn Dự và Kiều Phong đấu rượu. Đến lúc Đoàn Dự không uống lại, Kiều Phong bèn dùng lục mạch thần kiếm ép rượu từ ngón tay ra khỏi cơ thể. Nhưng Dương Bách Xuyên gian lận cao siêu hơn, trực tiếp dùng chân khí luyện hóa rượu thành mồ hôi bốc hơi, đào thải ra khỏi cơ thể. Trong mắt người ngoài, mặt Dương Bách Xuyên chỉ hơi ửng đỏ, chán dịn mồ hôi mà thôi. Tổng thời gian uống tròn 20 chai bia cộng lại chỉ mất chưa đầy 6 phút, đây là một thần thoại. Những người vây xem đều ngây người vì kinh ngạc. Tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Trong lúc Dương Bách Xuyên vận chuyển chân khí gian lận, những lời bàn tán xung quanh lọt vào tai anh. Nam sinh nào đó nói, trời ơi, người anh em này là tử tiên trốn nhân gian sao? Đâu chỉ là tử tiên trốn nhân gian, tôi thấy cậu ta chính là tử thần. Chưa đầy 6 phút đã uống hết 20 chai bia, e là kỷ lục Guinness thế giới cũng không có kỷ lục này. Tôi chỉ có thể nói thật biến thái. Quái vật. Còn 14 chai, các cậu đoán xem cậu ta có thể uống hết không? Chắc chắn không thể uống hết, đã 20 chai vào bụng rồi, cho dù là 20 chai nước lạnh thì bụng cậu ta cũng không chứa nổi. Tôi cá là người anh em này còn uống được mấy chai nữa? Các cậu nói một chọi 6, vậy 6 người kia có thể uống được bao nhiêu? Chính là 6 tên hèn hạ kia đó. Xem kìa. Người uống nhiều nhất mới uống hết 4 chai đã lảo đảo rồi. 6 người bọn họ mỗi người 15 chai, tôi cảm thấy một nửa cũng không uống hết. Hi hi, đoán chừng lát nữa 6 người phải quỳ gối xưng cháu trai. Đám người hóng hớt xung quanh bình luận đủ kiểu, nói chung là Dương Bách Xuyên đã được lòng bọn họ, cho dù hôm nay anh có uống hết 14 chai bia còn lại hay không, 20 chai vào bụng anh đã trở thành thần thoại. Đến lúc này sắc mặt 6 người Ngụy Nhân chẳng khác gì gan heo. Cả 6 người đều có cảm nhận giống với đám đông hóng chuyện về sự biến thái của Dương Bách Xuyên.
Ngụy Nhân nhìn 20 vỏ chai bia trước mặt Dương Bách Xuyên rồi lại nhìn không tới 15 chai giống trước mặt 6 người phe mình, trong lòng buồn bực muốn hộc máu. Giây phút này anh ta mới thật sự hiểu ra Dương Bách Xuyên giả heo ăn thịt hổ, cố ý đào hố cho 6 người bọn họ, vậy mà 6 người bọn họ còn vui vẻ nhảy vào cái hố mà Dương Bách Xuyên đào sẵn. Bây giờ cái hố to này đủ để chôn bọn họ, một khi nhảy vào thì chẳng cần lấp đất cũng mất tung mất tích. Ngụy Nhân biết hôm nay 6 người bọn họ chỉ có 3 con đường. Một là uống hết rượu, như vậy còn có thể giữ chút thể diện. Nhưng mà 15 chai thì có đánh chết cũng không uống hết được. Hai là quỳ xuống xin tha, gọi Dương Bách Xuyên là ông nội. Nhưng chuyện này cũng bất khả thi, nếu thật sự quỳ xuống gọi Dương Bách Xuyên là ông nội thì 6 người bọn họ chẳng còn mặt mũi đâu mà gặp người khác. Thứ ba cũng là lựa chọn cuối cùng. Đối với bọn họ thì đây là sự lựa chọn tốt nhất, cũng là sự lựa chọn tệ nhất. Liều mạng uống, uống say bí tỉ, sau đó ngất xỉu, thế thì có thể lấp liếm được chuyện này. Hậu quả là hại thân, không cẩn thận sẽ xuất huyết dạ dày. Lúc này 6 người phe Ngụy Nhân cưỡi hổ khó xuống, bị mọi người vây xem cũng không tiện giả vờ ngất xỉu. Như Dương Bách Xuyên đã nói, người hóng chuyện còn có sinh viên trường khác, 6 người bọn họ đều là con ông cháu cha. Lại đang ở độ tuổi nhiệt huyết, thể diện rất quan trọng, cho dù hộc máu cũng phải uống tiếp. Liễu Linh Linh ở bên cạnh vô cùng lo lắng, nhỏ giọng hỏi Dương Bách Xuyên, cậu sao rồi? Không được thì đừng uống nữa, uống với hạng người như Ngụy Nhân thì cần gì phải có phong độ. Tiền tiểu bối cũng nói, phải đó, đại ca Vân à, hôm nay cậu cừ lắm rồi, đã uống hết 20 chai, tôi còn nghi ngờ cậu không phải người đấy. Quá đỉnh, đừng uống nữa được không? Đúng vậy, không thể uống nữa, uống tiếp thì cậu sẽ xảy ra chuyện đấy. Ánh mắt Lâm Hoan nhìn Dương Bách Xuyên đong đầy lo lắng. Người anh em ơi, đã lấy lại thể diện rồi thì không cần uống nữa đâu. Dương Lâm này chỉ phục mấy người, hôm nay tính thêm cậu. Dương Lâm nói rất nghiêm túc. BD cong ngón tay thành hình hoa lan, ôi chao Dương Bách Xuyên, hôm nay cậu manly quá xá, tôi thích. Nhưng tôi lo lắng cho thân thể của cậu hơn. Mấy người đều tỏ ý quan tâm, ban đầu Dương Bách Xuyên rất cảm động, nhưng một câu tôi thích của BD làm anh suýt ói ra. Anh vội vàng lên tiếng, dừng dừng, nhất là BD, sau này cậu tuyệt đối đừng nói thích tôi, anh đây rất bình thường. Và lại chút rượu này không nhằm nhò gì với tôi, các cậu đừng lo. Thấy Dương Bách Xuyên nói chuyện rõ ràng từng câu từng chữ, người vẫn đứng vững, đám Liễu Linh Linh đều yên tâm bởi vì điều này chứng tỏ anh thật sự không sao. Đồng thời, trong lòng bọn họ đều cho rằng Dương Bách Xuyên là biến thái. Sau khi thu công Dương Bách Xuyên lại đầy máu sống lại, tất cả rượu trong bụng đều đã bị luyện hóa. Anh nhìn Ngụy Nhân cười ha ha, Ngụy công công, bây giờ cậu xin tha cũng được, tôi không bắt các cậu quỳ đâu, nếu tự xưng cháu trai thì có thể không uống. Cậu thấy sao? Hừ, Ngụy Nhân lạnh lùng hừ mũi, bướng bỉnh nói, cậu đắc ý gì chứ, chẳng phải cậu cũng chưa uống hết sao? Vẫn còn 14 chai, tôi chống mắt xem cậu uống hết kiểu gì. 15 chai mà thôi, tôi vẫn uống tiếp được. Ha ha, vậy thì tốt, chỉ cần cậu không nhận thua thì tôi yên tâm rồi. Nào nào nào, tiếp tục thôi, xem anh đây uống bia thế nào mà học tập. Ha ha. Dương Bách Xuyên nở nụ cười xấu xa khiêu khích đám Ngụy Nhân. Sau đó, anh cầm một chai lên bắt đầu uống. Tổng cộng còn 14 chai. Sau khi luyện hóa 20 chai đã uống, bây giờ anh chẳng khác gì trạng thái ban đầu. Tiếng huýt sáo hô uống vang lên khắp nơi, Dương Bách Xuyên uống hết chai này đến chai khác. 14 chai bia, chưa đầy 3 phút đã uống hết 10 chai, trên bàn chỉ còn 3 chai. Lúc này tiếng huýt sáo và tiếng hô uống xung quanh bất giác dừng lại, tất cả mọi người đều chấn động trước màn uống rượu của Dương Bách Xuyên. Mọi người cùng chứng kiến Dương Bách Xuyên uống một mạch hết 3 chai bia không ngừng nghỉ. Bộp. Dương Bách Xuyên uống hết chai bia cuối cùng, đặt chai giống xuống bàn làm phát ra tiếng bộp. Hôm nay anh đã tạo nên một thần thoại, một người giải quyết tròn 34 chai bia. Giờ phút này mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía Dương Bách Xuyên, ai ai cũng muốn nhìn xem liệu Dương Bách Xuyên có ngã gục hay là nôn ra không. Một lát sau, Dương Bách Xuyên chỉ ở hơi rượu. Dương Lâm ở phía sau híp mắt lại, gương mặt tràn đầy nhiệt huyết. Dẫn đầu mọi người vỗ tay bồm bộp.
sau đó cả phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng với tiếng huýt sáo, tiếng hét chói tai. Dương Bách Xuyên cười ha hả, xua tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, sau đó nhìn sáu người phe Ngụy Nhân đang sốc tận óc, Ngụy công công, tôi uống hết rồi, bây giờ chờ xem màn biểu diễn của các cậu. Đừng sợ, cũng đừng giả vờ ngất, vẫn là câu nói đó, nếu thật sự không uống được nữa thì có thể lên tiếng xin tha. Ai con mẹ nó muốn cầu xin cậu, uống thì uống, trong lòng Ngụy Nhân hận chết Dương Bách Xuyên, nhưng không chịu mất mặt. Anh ta lập tức uống. Biểu hiện rất có khí phách, Dương Bách Xuyên đánh giá cao. Đúng, uống đi, lúc này người xem bắt đầu ồn ào bảo sáu người phe Ngụy Nhan uống hết chỗ rượu trước mặt bọn họ. Uống 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 uống. Người thì ồn ào, kẻ thì huýt sáo, tất cả đều chăm chú nhìn sáu người phe Ngụy Nhân uống rượu. Sáu người nhăn mặt, nhắm mắt nhắm mũi bắt đầu uống. Chốc lát sau, khi một tên béo bên cạnh Ngụy Nhân uống đến chai thứ 10, rốt cuộc không chống đỡ được nữa. Phụt. Anh ta nôn thốc nôn tháo, sau đó ngã rầm ra đất, hoàn toàn say mềm. Có lẽ là bởi vì tên béo nôn, ngay sau đó có ba người cũng nôn ra giống như là phản ứng hóa học. Ba người này còn không uống nhiều bằng tên béo, không tới 8 chai bia. Trong sàn đấu chỉ còn lại Ngụy Nhân và một tên gầy. Tên gầy run rẩy ôm chai bia, mới uống 2 chai đã không uống nổi nữa, nhăn nhó nhìn bạn mình ngã sóng xoài trong sàn đấu. Chỉ có Ngụy Nhân uống đến chai thứ 7. Tuy nhiên lúc này sắc mặt Ngụy công công đã trắng bệch. Có người uống rượu thì mặt đỏ bừng, có người uống rượu thì mặt trắng bệch, Ngụy Nhân thuộc kiểu mặt trắng. Ánh mắt Ngụy Nhân bắt đầu mơ màng, anh ta cầm lấy chai thứ 8, líu díu nói, ông đây. Uống cho cậu, xem. Ực ực. Khi Ngụy Nhân bắt đầu uống chai thứ 8, Dương Bách Xuyên mỉm cười lùi về sau, thuận miệng nói với BD phía sau, lùi lại, đừng bảo tôi không nhắc cậu. Cái gì mà nhắc hay không? BD còn chưa nói chữ nhắc cuối cùng đã nghe thấy tiếng phụt. Một giây sau, cậu ta hét chói tai, á, Ngụy Thái Giám, tôi muốn giết cậu. Thì ra là cuối cùng Ngụy Nhân không trụ nổi nôn ra, hơn nữa còn nôn gần chỗ BD. Lúc này BD mới hiểu ra tại sao Dương Bách Xuyên lại nhắc mình lùi lại, hóa ra đối phương đã sớm nhìn ra Ngụy Nhân sẽ nôn. BD hét lên the thé muốn xông tới đánh Ngụy công công, nhưng Ngụy công công đã say khướt như chó chết trên mặt đất. BD giận dữ, bắt đầu mắng Dương Bách Xuyên. Phe Ngụy Nhân có 6 người thì 5 người nôn thốc nôn tháo, một người còn lại ôm chai bia nhìn đống hỗn độn bên cạnh rồi lại nhìn Dương Bách Xuyên bình thản nhẹ nhàng cùng với người vây xem ồn ào xung quanh. Anh ta khóc không ra nước mắt, mặt nhăn mày nhó cắn răng uống bia trong tay. Nhưng bị Dương Bách Xuyên ngăn cản. Thôi cậu đừng uống nữa, bọn Ngụy Nhân đã uống thành chó chết rồi, cậu mà uống tiếp sẽ say mềm đấy. Chúng tôi còn phải tìm người đưa họ về, giao cho cậu giải quyết hậu quả không có vấn đề gì chứ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tên gầy còn lại gật đầu lia lịa, chỉ cần không bắt anh ta uống rượu thì dễ bàn. Thật ra anh ta không biết uống rượu, 2 chai bia đã gần cực hạn rồi, nếu uống tiếp 1 chai trong tay thì say là cái chắc. Dương Bách Xuyên mỉm cười đứng dậy, đi thôi, tìm một nơi yên tĩnh ăn chút gì đi. Mẹ nó, đến ăn cơm mà chẳng ăn được miếng nào, còn nốc một bụng rượu. Sau một trận giày vò như vậy, mọi người cũng không còn hứng thú ở lại, đề nghị của Dương Bách Xuyên nhận được sự tán thành. Mọi người đi ra ngoài nhà hàng, Liễu Linh Linh nói. Muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay tôi mời, cho cậu ăn thoải mái. Tôi cũng không ngờ Ngụy Nhân lại gây ra chuyện như vậy. Cô hơi áy náy. Có liên quan gì đến cậu đâu, cậu ta nhằm vào tôi mà. Tốt nghiệp rồi, hay là đến cao đường danh ngật ăn tảo phớ đi. E là sau này hiếm khi đi được. Dương Bách Xuyên nhìn mọi người và nói. Dương Bách Xuyên không so đo chuyện hôm nay Ngụy Nhân cố ý chỉnh mình. Trước giờ anh luôn khiêm tốn. Nhưng không có nghĩa là anh không biết giận. Hôm nay, nếu không phải bọn Ngụy Nhân bắt tay nhau muốn làm anh xấu mặt, thì anh cũng chẳng bẫy bọn họ. Nhóm 6 người thì có 5 người say đứ đừ, coi như đã vả mặt bọn họ rồi. Nhưng anh cũng không so đo nữa. Sau khi tốt nghiệp ai đi đường nấy, nói không chừng sẽ không bao giờ gặp lại nhau, không cần phải ghi thù. Dương Bách Xuyên nói ra tên quán ăn này, trong 6 người thì có 5 người tỏ vẻ không biết. Chỉ có Dương Lâm nói, cách trường không xa, là một quán ăn đã kinh doanh 19 năm.
Nghe nói chủ quán là người Cao Đường tỉnh Sơn Đông, cho nên đặt tên quán là Cao Đường Danh Ngật. Quán ăn này đã bầu bạn cùng mấy lứa sinh viên đại học, rất nổi tiếng ở mấy trường đại học xung quanh. Đối tượng hướng đến là sinh viên, có thể nói giá cả phải chăng nhất khu vực xung quanh trường đại học, chưa bao giờ tăng giá bừa bãi. Thỉnh thoảng tôi lại đi một lần, các cậu sẽ thích tàu phớ tổ truyền của quán cho mà coi. Nghe Dương Lâm nói xong, Dương Bách Xuyên cũng gật đầu hùa theo, đúng vậy, hồi tôi mới lên đại học tiền sinh hoạt ít ỏi, thường xuyên đi Cao Đường Danh Ngật. Có lúc chủ quán còn cho tôi phiếu ăn miễn phí. Nói ra có thể các cậu không tin, rất nhiều sinh viên khó khăn ăn cơm ở đó đều có thể ghi nợ, nhưng trước giờ chưa từng có ai quỵt nợ. 19 năm ngày nào cũng như ngày nào, uy tín của Cao Đường Danh Ngật vẫn như cũ, chớp mắt chúng ta đều sắp tốt nghiệp rồi. 3 năm trước chủ quán qua đời, con trai của ông ấy kế nghiệp cha sau khi xuất ngũ, vẫn giữ truyền thống mà chủ quán để lại, lấy danh dự làm gốc. Về vấn đề nguyên liệu và giá cả trước giờ chưa từng lừa tiền của sinh viên, tàu phở vẫn là hương vị đó. Tính ra thì đã 3 tháng tôi không tới đó rồi, nhớ quá đi à. Đi nào, tôi quen biết con trai của chủ quán, hôm nay tôi mời. Dương Bách Xuyên xúc động bùi ngùi, anh có ký ức sâu sắc với Cao Đường Danh Ngật, cũng từng đến Cao Đường Danh Ngật mua chịu lúc kẹt tiền sinh hoạt. Các cậu nói như vậy làm chúng tôi muốn đi nếm thử đó, hi hi. Tiền tiểu bối mỉm cười nói. Đúng đúng đúng, tôi cũng muốn đi nếm thử. Hiện nay không có nhiều quán ăn uy tín đâu. Lâm Hoan tán thành. Có phải là quán kia không? Liễu Linh Linh chỉ vào quán ăn màu đỏ. Đúng, chính là nó, hình như mặt tiền cửa hàng đã thăng cấp. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Trong lúc trò chuyện, mấy người đã đi vào quán. Quả nhiên mặt tiền đã được tu sửa, sáng sủa hơn trước kia. Đại sảnh có 19 bàn, kín chỗ hơn phân nửa. Trên bức tường bên trái có một khoảng tường lời nhắn, trên đó dán đầy mảnh giấy viết khẩu hiệu đủ thứ, có những tờ giấy đã ố vàng, cũng có những tờ giấy mới tinh. Đây là lời nhắn các sinh viên đến đây ăn cơm để lại. Dương Lâm đi thẳng tới khoảng tường lời nhắn, tiện tay cầm cây bút bên cạnh viết lên đó một dòng chữ. Có anh ta tiên phong, tất nhiên năm người Dương Bách Xuyên cũng không chịu kém cạnh. Ai cũng để lại một tờ giấy nhắn. Nhìn lướt qua một lượt, Dương Lâm viết, trường học chết tiệt, cuối cùng tao cũng ra khỏi cái lồng giam là mày. Giấy nhắn của anh ta không phải lời nhắn, mà giống như đang chửi mắng hơn. Trên tờ giấy của tiền tiểu bối viết, sắp sang phương Tây rồi, hy vọng mình có thể gặp được hoàng tử cầm kiếm. Đằng sau còn vẽ mặt cười. Suy nghĩ của cô bé này vẫn tràn ngập sắc thái cổ tích. Cô cũng sắp xuất ngoại du học giống Liễu Linh Linh. Lâm Hoan viết, cậu ấy không biết mình đang nghĩ gì nhỉ? Nếu biết mình thích cậu ấy sẽ thế nào? Rõ ràng là Lâm Hoan yêu thầm ai đó. Tiếp theo là lời nhắn của BD, Dương Bách Xuyên cảm thấy thằng nhóc này hết thuốc chữa rồi, trên tờ giấy của anh ta viết, mong làn da của bà đây ngày càng đẹp. Rõ ràng là một nam sinh nhưng càng chạy càng xa trên con đường trở thành nữ sinh. Dương Bách Xuyên lo lắng một ngày nào đó BD sẽ sỏ tất chân, tô son môi, ưỡn ngực xuất hiện trước mặt anh và nói Dương Bách Xuyên nhìn nè, cuối cùng bà đây cũng trở thành con gái. Nghĩ đến hình ảnh này, Dương Bách Xuyên bất giác rùng mình. Sau đó, anh nhìn thấy tờ giấy của Liễu Linh Linh, trên đó viết, đêm đó cậu ấy lén đi vào trái tim mình, trong tim mình có cậu ấy, không biết cậu ấy có cảm nhận được nhịp đập trái tim mình không? Lần này đi tôi sẽ nhớ cậu. Sau khi đọc tờ giấy của Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên không khỏi hoảng hốt, vội vàng cúi đầu viết lời nhắn của mình. Xoẹt xoẹt xoẹt, Dương Bách Xuyên viết xong liền dán giấy nhắn lên tường. Lúc này Liễu Linh Linh là người đầu tiên nhìn sang. Tuy nhiên, khi cô đọc được lời nhắn của Dương Bách Xuyên, sắc mặt bỗng ảm đạm. Cảm giác Liễu Linh Linh dành cho Dương Bách Xuyên rất phức tạp. Từ sau cái lần hai người trở về từ núi Phượng Hoàng, Liễu Linh Linh mất ngủ nhiều đêm. Cuối cùng cô cũng biết mình thích Dương Bách Xuyên. Nhưng bây giờ đọc được lời nhắn của Dương Bách Xuyên, trái tim Liễu Linh Linh chợt trở nên lạnh lẽo. Lúc này vẻ mặt cô không thay đổi, nhưng trái tim bỗng quặn đau. Cô nhìn thấy trên giấy nhắn của Dương Bách Xuyên viết, đời này nhất định phải tìm được cô ấy. Một câu nói ngắn ngủi, chữ cô ấy trên đó là bộ nữ. Liễu Linh Linh đau khổ, thì ra cậu ấy đã có người trong lòng từ lâu, mình. Tốt nghiệp rồi, cũng nên dập tắt ảo tưởng trong lòng thôi. Trong mấy người,
Dương Bách Xuyên không phát hiện ra Liễu Linh Linh khác thường, chỉ có Lâm Hoan cũng là nữ sinh có tâm tư tinh tế mới phát hiện ra Liễu Linh Linh sa sút tinh thần, bởi vì cô nhìn thấy vẻ hụt hẫng của Liễu Linh Linh sau khi nhìn ánh mắt Dương Bách Xuyên. Lâm Hoan cũng nhìn thấy lời nhắn Dương Bách Xuyên viết, nét mặt thoáng run rẩy rồi lại khôi phục bình thường. Lúc này, một thanh niên chừng 30 tuổi đi tới, mỉm cười chào hỏi Dương Bách Xuyên từ xa, nhóc Xuyên đến rồi. Chào anh Khương, cho bọn em mỗi người một suất tàu phớ. Dương Bách Xuyên mỉm cười nói xong, sau đó giới thiệu cho mọi người, đây là con trai của chủ quán. Dương Bách Xuyên là khách quen, rất quen thuộc với Khương Bân. Được, các em chờ nhé, anh đích thân làm. Dứt lời Khương Bân gọi một cô gái ở quầy thu ngân, vợ ơi rót trà cho đám nhóc Xuyên. Cặp vợ chồng trẻ thừa kế quán ăn cha mẹ để lại, Khương Bân đích thân làm tàu phớ tổ truyền, vợ anh ấy phụ trách thu ngân và quản lý bên ngoài, cũng thuê mấy nhân viên phục vụ hỗ trợ. Vợ Khương Bân rất xinh đẹp, trên gương mặt luôn treo nụ cười, tướng mạo này trời sinh chiêu tài. Cô ấy cũng quen Dương Bách Xuyên, đi tới rót nước chào hỏi, nhóc Xuyên, lâu rồi không cậu tới. Tại tốt nghiệp nên em hơi bận, Mộc Mộc đâu chị, Dương Bách Xuyên mỉm cười hỏi. Chị đưa Mộc Mộc đến nhà mẹ rồi, dạo trước tu sửa quán không có thời gian trông con, lúc vợ Khương Bân nhắc đến con, gương mặt đong đầy hạnh phúc. Cô ấy trò chuyện vài câu rồi đi làm việc, trên bàn, Liễu Linh Linh lơ đãng uống nước. Dương Bách Xuyên không phát hiện, kể cho mọi người nghe con gái của Khương Bân đáng yêu như thế nào. Dương Bách Xuyên rất hâm mộ Khương Bân. Sau khi xuất ngũ nối nghiệp ba, sau khi kết hôn sinh được một cô con gái đáng yêu như búp bê, quả là gia đình ba người hạnh phúc. Sáu người uống trà nói chuyện, không lâu sau tàu phớ lên bàn, cả sắc hương vị đều đủ cả, trông mà thèm. Ngoại trừ Liễu Linh Linh và Lâm Hoan ăn trong trạng thái không tập trung, những người khác đều khen ngon. Sau khi ăn no uống đã, mấy người rời đi, lúc đi Liễu Linh Linh cứ ngập ngừng muốn nói gì đó với Dương Bách Xuyên. Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Cô thật sự rất muốn hỏi cô ấy trên giấy nhắn của Dương Bách Xuyên là ai, nhưng lời nói đã đến khóe môi lại nuốt ngược vào trong. Dương Bách Xuyên thấy cô ngập ngừng muốn nói lại thôi, bèn hỏi, sao vậy? Không có gì, tạm biệt. Dứt lời Liễu Linh Linh rời đi cùng Lâm Hoan và Tiền Tiểu Bối. Liễu Linh Linh tự dưng lạnh nhạt như thế làm Dương Bách Xuyên không hiểu ra sao. Sau đó anh và Dương Lâm, BD cũng ai về nhà nấy. Dương Bách Xuyên ngồi trên sofa, nghĩ tới lời nhắn hôm nay. Thật ra cô ấy trên giấy nhắn là chỉ mẹ anh muốn tìm người mẹ nhẫn tâm đã bỏ rơi anh và em gái. Trong đầu nghĩ miên man về chuyện của ba mẹ, bất chi bất giác đã đến 8 giờ tối, điện thoại của anh bỗng đổ chuông. Anh ấn nút nghe máy, trong điện thoại lập tức vang lên tiếng cười sang sảng, phòng VIP số 777 nhà hàng Nghị Vân Cố Đô, gia đình chúng tôi mời cậu ăn cơm. Bắt máy. Dương Bách Xuyên hơi sửng sốt một chút mới nhớ ra đấy là ai. Chính là Vương Mộ Sinh gặp được ở khách sạn núi Phượng Hoàng lần trước. Đêm đó sau khi tạm biệt, vợ chồng Vương Mộ Sinh dẫn con trai đi kiểm tra toàn diện. Trước khi rời đi, nói muốn mời Dương Bách Xuyên ăn cơm, nhưng sau đó lại không nhận được điện thoại của bọn họ. Dương Bách Xuyên cũng bận, đã quên vụ này từ lâu. Không nghĩ đến cách nhiều ngày như vậy, Vương Mộ Sinh còn nhớ rõ chuyện này. Trong điện thoại Vương Mộ Sinh liên tục nói xin lỗi, nói rằng sau khi đi từ núi Phượng Hoàng đến thành phố, ngày hôm sau muốn mời Dương Bách Xuyên ăn cơm, nhưng đột nhiên lại có việc trì hoãn. Lần này sau khi ông ta giải quyết xong mọi việc mới lấy ra được chút thời gian, gọi điện thoại cho Dương Bách Xuyên, cả gia đình muốn biểu đạt lòng biết ơn. Đối với lời xin lỗi của Vương Mộ Sinh, Dương Bách Xuyên nghe vào trong tai cảm thấy vô cùng cảm động. Đường đường là tổng tham mưu thiếu tướng hơn 40 tuổi, có thể nhớ rõ ơn của một dân chúng nhỏ bé như anh, chuyện này rất hiếm. Từ cuộc gặp mặt và tiếp xúc lần trước, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được xuất thân của vợ chồng Vương Mộ Sinh không đơn giản. Nghe câu nói lần trước của Lý gia, ông cụ trong nhà, chỉ một câu này có thể nghe ra được nhà họ Vương là một gia tộc lớn. Trên thực tế, Dương Bách Xuyên cũng rất lo lắng khi tiếp xúc với một quan lớn có bối cảnh quân đội như Vương Mộ Sinh. Về lâu về dài, hướng đi tương lai của công ty Vân Kỳ là hóa thành đế quốc thương nghiệp toàn cầu hóa. Bây giờ còn nhỏ không có chuyện gì, nhưng sau này công ty làm to, không thể thiếu ô dù.
Ở núi Phượng Hoàng vô tình cứu được con trai của Vương Mộ Sinh, kết giao với một vị thiếu tướng, một thiếu tướng đến từ Yến Kinh, rất có khả năng xuất thân từ một gia tộc khổng lồ. Không thể nghi ngờ chuyện này sẽ có ý nghĩa rất lớn với công ty Vân Kỳ. Nghe điện thoại, Dương Bách Xuyên liên tục đồng ý, tỏ vẻ sẽ đi đến đó ngay lập tức. Lúc sắp ra cửa, Dương Bách Xuyên suy nghĩ, gọi điện cho Lưu Tích Kỳ. Thiết Đản, cậu đang làm gì? Tôi đang học khóa huấn luyện, tôi không nhàn rỗi như ông chủ lớn nào đó. Sau khi bắt máy, Lưu Thích Kỳ trêu ghẹo. Dương Bách Xuyên nói thẳng, được rồi, đừng nói nhảm, có chuyện quan trọng, ghế số 777 tiệm cơm Cố Đô, có chuyện quan trọng. Đến rồi gọi điện cho tôi. Chuyện gì, không thể chờ tôi học xong. Hôm nay có một vị mặt lớn nổi tiếng trong thương giới đến giảng bài. Lưu Thích Kỳ nói. Gặp mặt rồi nói. Tôi chỉ có thể nói cho cậu, tối nay có người mời tôi ăn cơm. Có lẽ bữa cơm này chính là ô che mưa trong tương lai của công ty Vân Kỳ. Dương Bách Xuyên cũng không dám nói tự tin quá, tất cả phải chờ sau khi gặp mặt trên bàn cơm mới có thể xác định quan hệ. Lưu Tích Kỳ nghe giọng nói trịnh trọng của Dương Bách Xuyên, cũng không hỏi nhiều, được, tôi lập tức đến. Cúp máy, Dương Bách Xuyên trực tiếp lái xe đi đến tiệm cơm Cố Đô trước. Vốn dĩ gọi cả Lưu Tích Kỳ. Bởi vì người cầm lái bên ngoài của công ty Vân Kỳ chính là Lưu Tích Kỳ, anh chỉ là người đứng sau. Hai anh em một sáng một tối mới có thể mở ra một con đường máu ở thương giới cạnh tranh khốc liệt này. Vì vậy tìm ô dù cho công ty, không thể thiếu Lưu Tích Kỳ, bởi vì rất nhiều chuyện cần xử lý trong tương lai là anh ta ra mặt. Còn bản thân Dương Bách Xuyên chính là át chủ bài giấu sau màn. Hơn 10 phút sau, Dương Bách Xuyên lái xe đến tiệm cơm Cố Đô. Đi thẳng vào trong ghế lô tầng 7. Lúc ra thang máy, không nghĩ đến gặp phải 7-8 người tràn đầy mùi rượu, hai người trong đó còn là người quen. Hai người này không phải ai khác, chính là Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ, người từng bị Dương Bách Xuyên dạy bảo một trận vì Liễu Linh Linh. Lúc này, đám người Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ đang quay xung quanh bên cạnh một thiếu niên có biểu tình lạnh lùng. Dương Bách Xuyên cảm giác được một hơi thở sắc bén từ trên người thanh niên này. Trong nháy mắt anh đã đoán ra được người thanh niên này là quân nhân. Hai bên đụng phải nhau ở cửa thang máy, đều sửng sốt ngây người. Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ liếc nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương. Nhớ trước đây vì Liễu Linh Linh, Dư Thiệu Cương đi tìm Dương Bách Xuyên gây chuyện, ngược lại bị Dương Bách Xuyên dạy bảo một trận. Xong việc Dư Thiệu Xương không nuốt trôi được cơn tức, tìm được bạn bè của Ninh Vũ ở nơi dạy võ xà tức hộ. Kết quả 12 đến 13 người bị Dương Bách Xuyên đánh đổ. Lúc đó Dư Thiệu Cương nói với Ninh Vũ, không lẽ cho qua như vậy? Nếu không tìm người bên ngoài dạy bảo Dương Bách Xuyên. Ninh Vũ trừng mắt, tôi không đánh nổi người kia, tên nhóc đó rất giỏi đánh nhau, cho dù tìm côn đồ bên ngoài cũng chưa chắc dùng được. Nhưng phải lấy lại mặt mũi, nếu không Ninh Vũ tôi không có cách nào lăn lộn trong trường học. Nghe nói anh Tam sắp trở về. Lúc đó hai người từng thương lượng đợi anh Tam trong miệng bọn họ trở về. Hôm nay cũng coi như trùng hợp, anh Tam trong miệng bọn họ vừa trở về hôm qua, nhưng không phải xuất ngũ trở về, mà là nhận nhiệm vụ đi theo lãnh đạo. Trùng hợp ở quê quán, nên bớt thời gian gặp mặt tụ hội với mấy đồng bạn trong đại viện. Lúc ăn cơm Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ còn nói với anh Tam, có một người tên là Dương Bách Xuyên đi gây chuyện với bọn họ, muốn anh Tam hỗ trợ xả giận. Anh Tam trong miệng bọn họ tên là Hàn Văn Đông, đứng hàng thứ ba trong nhà, khi còn nhỏ hay gọi anh ta là Hàn Tiểu Tam. Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ có thể cho rằng Hàn Tiểu Tam có thể đối phó được Dương Bách Xuyên, bởi vì bọn họ biết Hàn Tiểu Tam là bộ đội đặc chủng. Ở trong mắt bọn họ, bộ đội đặc chủng rất mạnh mẽ. Đối với thỉnh cầu của hai người, Hàn Tiểu Tam không đồng ý ngay lập tức, anh ta dò hỏi nguyên nhân trong đó trước. Hỏi nguyên nhân. Tất nhiên Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ sẽ không nói thật, bởi vì nói thật hai người sẽ trở thành đối lý, Hàn Tiểu Tam sẽ không hỗ trợ bọn họ. Ngược lại thêm mắm thêm muối miêu tả Dương Bách Xuyên thành một côn đồ trong trường học. Làm đồng bạn lớn lên cùng một đại viện, Hàn Tiểu Tam tin lời của Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ. Hứa hẹn nếu Dương Bách Xuyên là nhân vật côn đồ trong miệng hai người bọn họ, vậy Hàn Tiểu Tam không ngại dạy bảo một chút. Vì vậy sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên ở cửa thang máy, Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ mới vui vẻ trong lòng. Trong lòng nghĩ thầm,
đúng là oan ra ngõ hẹp, lần này có anh Tam ở, có thể tìm lại mặt mũi bị đánh lần trước, nhả ra một hơi. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy hai người bọn họ, cũng nhếch miệng cười, Dư Thiệu Cương, Ninh Vũ, lời nói lần trước đã quên rồi sao? Về sau thấy tao đi đường vòng, bây giờ bọn mày có thể làm theo lời tao nói. Những lời này của Dương Bách Xuyên chính là những gì Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ mong đợi. Lúc này bọn họ hy vọng Dương Bách Xuyên càng kiêu ngạo càng tốt, bởi vì Dương Bách Xuyên càng kiêu ngạo mới có thể kích phát tinh thần trọng nghĩa của Hàn Tiểu Tam, làm anh ta ra tay. Dư Thiệu Cương tương đối âm hiểm cúi đầu, giả vờ sợ hãi, nói với Dương Bách Xuyên, anh Xuyên, bớt giận, mấy anh em chúng tôi chỉ đi ăn bữa cơm, không ngờ gặp phải ngài. Chúng tôi sẽ tránh ngay đây, mong ngài đừng động tay. Ninh Vũ nhìn diễn xuất của Dư Thiệu Cương, cũng hiểu ra, biết đang nhóm lửa trong lòng Hàn Tiểu Tam. Trong mắt xoay chuyển, cũng ăn nói khép nép, nói với Dương Bách Xuyên, đúng đúng đúng, anh Xuyên, ngài đừng nóng giận, anh em chúng ta nhường đường cho ngài ngay đây, đừng động tay, đừng động tay. Bộ dáng sợ hãi nhìn Dương Bách Xuyên như gặp hổ của hai người đã được Hàn Tiểu Tam thu hết vào trong mắt. Nhăn mày lại, đồng bạn lớn lên cùng một đại viên, anh ra hiểu rất rõ Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ. Biết từ nhỏ hai tên nhóc này không phải đèn cạn dầu, có thể sợ người đến mức thấp hèn như này, rất hiếm thấy. Cũng từ đó thấy được thanh niên đứng trước mắt bị hai người gọi là anh Xuyên cũng là một nhân vật. Về phương diện khác, ở trong lòng Hàn Tiểu Tam, hôm nay Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ mời anh ta đi ăn cơm. Bây giờ lại có bộ dáng này, rất làm mất mặt Hàn Tiểu Tam. Lập tức nheo mắt nhìn Dương Bách Xuyên, hỏi hai người, thằng nhóc cứng đầu. Người anh em này chính là Thánh Thần Phương nào? Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ đang đợi những lời này của Hàn Tiểu Tam, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Nhưng trên mặt vẫn giữ biểu tình sợ hãi giả vờ giả vịt, nói với Hàn Tiểu Tam, anh Tam, thôi thôi thôi, thôi bỏ đi, chúng ta không thể trêu vào anh Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn biểu tình của Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ cũng không hiểu ra sao, nghĩ thầm, đầu có của hai tên nhóc này bị nước vào hả? Mặc dù bị người dạy bảo, nhưng cũng không đến mức sợ hãi gọi mình là anh Xuyên. Lần trước bọn họ bị dạy bảo, bọn họ cũng nói về sau thấy mình sẽ đi đường vòng. Hôm nay mở miệng cũng không phải Dương Bách Xuyên cường thế, do anh sốt ruột đi gặp cả nhà Vương Mộ Sinh, có chút sốt ruột. Còn Hàn Tiểu Tam nghe được Dư Thiệu Cương nói vậy, hai mắt trừng to lớn tiếng nói, có chuyện gì, tôi làm chủ cho các cậu. Dư Thiệu Cương thấy gian kế thực hiện được, vội vàng mở miệng nói với Hàn Tiểu Tam, anh Tam, anh làm chủ cho em và Võ Tử, anh ta chính là Dương Bách Xuyên. Đúng đúng đúng, anh Tam, tên nhóc này cũng là người biết võ, em không phải là đối thủ của anh ra, rất lợi hại. Ninh Vũ bổ sung thêm, nói. Hàn Tiểu Tam lạnh lùng hừ một tiếng, võ công mèo ba chân của cậu lấy ra nói cũng không chê mất mặt. Nói xong, Hàn Tiểu Tam lạnh mặt nhìn về phía Dương Bách Xuyên nói, anh Xuyên. Giọng điệu rất lớn, anh chính là Dương Bách Xuyên. Sau khi quan sát biểu tình của Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ, Dương Bách Xuyên cũng có chút hiểu rõ, hóa ra hai tên này tìm được một người có thân thủ tốt, cố ý bôi đen đến đối phó anh. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng không quan tâm, mỉm cười nhìn về phía Hàn Tiểu Tam, nói cam kết không giả, chính là tôi. Đối mặt với Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ trong câu hỏi của anh Tam, Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi mà thản nhiên thừa nhận mình chính là Dương Bách Xuyên. Biểu cảm này của anh lọt vào trong mắt Hàn Tiểu Tam chính là ngông cuồng. Càng như vậy, Hàn Tiểu Tam lại càng tin tưởng hai người Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ nói là thật, Dương Bách Xuyên chính là một cường hào hay bắt nạt bạn học ở trường. Vì là quân nhân, Hàn Tiểu Tam có quan điểm của riêng mình, anh ta đối chuyện không đối người. Nhưng biểu hiện hôm nay của Dương Bách Xuyên, đích thật là kiêu ngạo, càng làm cho Hàn Tiểu Tam cho rằng Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ không nói sai. Trừng trị ác bá của một trường học, Hàn Tiểu Tam nghĩ mình đang làm việc tốt nên không có áp lực trong lòng. Anh ta nheo mắt lại, nhìn Dương Bách Xuyên nói, là cậu đã đánh hai người bọn họ. Hàn Tiểu Tam chỉ vào Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ rồi hỏi Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghiêm túc gật đầu, ừ, tôi đều đã từng đánh hai người đó. Cậu rất ngông cuồng, Hàn Tiểu Tam nhìn Dương Bách Xuyên đã siết chặt nắm đấm. Dương Bách Xuyên đương nhiên quan sát thấy, đối phương muốn chuẩn bị ra tay, anh không chỉ không sợ mà lại hứng thú, thanh niên được Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ gọi là anh Tam này, cho anh cảm giác có vẻ còn mạnh hơn Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị một chút,
Từ lúc tu chân tới nay, Dương Bách Xuyên gần như có thể nói là chưa từng gặp qua đối thủ, khiến anh có cảm giác cô đơn của cao thủ, anh lại hy vọng cái người gọi là anh Tam này có thể cho anh một chút vui mừng. Lúc này, anh cũng không vội vàng đi tìm một nhà vương mộ sinh, dù sao nhìn tình hình, nếu không giải quyết chuyện này thì cũng đừng nghĩ bỏ đi được. Sau khi tốt nghiệp, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy nên vẽ một dấu chấm hết cho mối ân oán của anh với Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ. Nếu người gọi là anh Tam này là do hai người mời tới giúp đỡ, đánh nhau với anh ta một trận, đánh bại anh ta thì coi như chuyện này có thể vẽ lên dấu chấm hết rồi. Nghe đối phương nói chuyện với anh là cậu rất ngông cuồng, Dương Bách Xuyên cười cười, nghiêm túc nói, ừ, tôi chắc là so với anh có ngông cuồng hơn một chút. Rất tốt, tôi sẽ cho cậu biết, ngông cuồng cũng cần vốn liếng. Hàn Tiểu Tam hừ lạnh, dùng một quyền đánh thẳng đến Dương Bách Xuyên, anh ta cơ bản đã xác định, Dương Bách Xuyên này hẳn là thích ăn đòn. Cho nên trực tiếp đánh tới. Đối mặt với một quyền gọn gàng lưu loát của đối phương, Dương Bách Xuyên không hề hoang mang, trong ánh mắt sáng lên, nhanh như chớp giơ tay lên, cũng dùng một quyền đánh qua, trực tiếp cứng đối cứng. Anh Tam này vừa ra tay, Dương Bách Xuyên thật sự cảm thấy anh ta còn mạnh hơn Lý Đại Nghị. Hơn nữa, điều khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc chính là, anh cảm nhận được sát khí từ trên người thanh niên này, rất giống với sát khí của Vương Mộ Sinh, nhưng lại không nồng nặc như Vương Mạc Sinh. Nói cách khác, trên tay thanh niên cũng từng dính máu. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên không thèm để ý đến chuyện này, đồng thời trong lòng cũng đã nhận ra, anh hiểu được chức nghiệp của thanh niên này chắc là binh chủng tương đối đặc thù. Chạm. Răng rắc. Hai bên giao chiến một đấm. Hai nắm đấm va chạm đồng thời, một tiếng xương cốt gãy vang lên. Một tiếng kêu đau đớn phát ra từ khoang mũi của anh Tam. Xương cốt bị gãy đương nhiên không phải là Dương Bách Xuyên, cơ thể anh bề ngoài nhìn qua da mỏng thịt mềm mại, nhưng thật ra đã trải qua một thời gian tu luyện, mỗi một tấc cơ xương cốt đều vô cùng cứng cỏi, tràn ngập lực bộc phát. Mặc dù Hàn Tiểu Tam là bộ đội đặc chủng, nhưng dù sao anh ta cũng chỉ là cơ thể của người thường, tố chất cơ thể tuy rằng vượt xa người bình thường, nhưng không thể so sánh với Dương Bách Xuyên là người tu chân, chịu thiệt là bình thường. Sau khi hai cú đấm va chạm, trong nháy mắt Dương Bách Xuyên nhìn thấy sắc mặt thanh niên biến đổi, trên trán lúc này lập tức phủ đầy mồ hôi. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên nhìn anh ta với cặp mắt khác xưa chính là, anh chỉ khẽ rên một tiếng đau đớn nhưng không kêu lên thành tiếng, hơn nữa không ý định rút lui mà ngược lại sắc mặt lạnh lùng, vừa lui lại đá tới, một cước này là một cái đá nghiêng. Mục tiêu là bên hông Dương Bách Xuyên. Trốn thì lại không kịp, dứt khoát Dương Bách Xuyên không có tránh né. Tùy ý để anh ta đá về phía hông mình, dù sao cơ thể cũng đã từng rèn luyện, một cước này anh vẫn chấp nhận được. Anh thầm nghĩ, thanh niên này cũng là nhân vật ngoan cường, nắm tay cũng bị gãy xương nhưng lại không hề có ý định rút lui và chút sự sợ hãi nào, ngược lại bày ra thế tiến công mãnh liệt đá ra một cước. Cũng chính vì trong lòng nảy sinh sự kính nể đối với đối phương, lúc anh ta đá về phía hông mình, Dương Bách Xuyên cũng đánh một quyền vào ngực anh ta nhưng đã thu hồi một chút sức lực. Hạ thủ lưu tình. Bộp. Âm thanh quyền cước chạm ra thịt vang lên. Bên hông Dương Bách Xuyên rắn chắc trúng một cước của thanh niên, làm bên hông anh chết lặng một hồi nhưng không có gì đáng ngại, mà một quyền của anh cũng đánh vào lồng ngực thanh niên. Một quyền này đã đánh anh ta lui ra xa 4 mét, thoáng cái đụng vào vách tường hành lang. Hàn Tiểu Tam kêu lên một tiếng đau đớn, lồng ngực nóng rát đau đớn, làm cho anh hơi choáng váng, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Tuyệt đối không ngờ thanh niên tên Dương Bách Xuyên này trong tay lại có võ thuật như thế, đánh bại một người đường đường là bộ đội đặc chủng Thanh Long như anh ta. Hàn Tiểu Tam có thể cảm nhận được, đối phương hình như không sử dụng hết sức lực, một quyền đánh vào lồng ngực anh ta vẫn rất nể nang, nếu không xương cốt trong lồng ngực anh ta có khả năng bị gãy hết rồi. Là thành viên của đội đặc chiến Thanh Long, sự kiêu ngạo của Hàn Tiểu Tam cũng không hề nhỏ, trong từ điển của mỗi thành viên đội đặc chiến Thanh Long, chỉ có thắng và chết. Anh ta bị Dương Bách Xuyên đánh một cú đâm ngã trên vách tường, khiếp sợ qua đi, anh ta lấy lại tinh thần, hai tròng mắt lóe lên ánh sáng, hai quyền nắm chặt, liền phải liều mạng, dù sao cũng không chịu thua, trừ phi Dương Bách Xuyên dùng một cú đánh ngã đến nỗi anh ta không thể đứng dậy nữa, nếu không, là thành viên Thanh Long thì không thể chịu thua. Còn về Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ ở một bên cùng với mấy thanh niên bên cạnh, giờ khắc này, tròng mắt trừng lớn đến nỗi sắp rơi ra ngoài rồi.
Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Hàn Tiểu Tam anh Tam trong lòng bọn họ sẽ bị Dương Bách Xuyên đánh bay chỉ bằng một cú đấm. Sắc mặt Dư Thiệu Cương trắng bệch, cơn ớn lạnh từ phía sau lưng truyền đến, đối với sự dũng mãnh của Dương Bách Xuyên, anh ta quả thực sắp bị dọa đến ngất rồi, trong lòng nghĩ, có khi nào lát nữa Dương Bách Xuyên sẽ tìm anh ta tính sổ không? Ninh Vũ cũng không khá hơn chút nào, anh Tam bị Dương Bách Xuyên đánh một cú ngã lên vách tường, anh ta biết lần này xong đời rồi, võ thuật của Dương Bách Xuyên quá mạnh, ngay cả bộ đội đặc chủng như anh Tam cũng không phải là đối thủ, hôm nay thù này không chỉ không trả được, làm không được lại bị Dương Bách Xuyên đánh cho một trận. Trong lòng anh ta nghĩ, nếu có thể tránh thoát kiếp nạn lần này, anh ta nhất định thấy Dương Bách Xuyên sẽ đi đường vòng, là thật lòng chịu thua, trong lòng cũng sợ hãi. Cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Đã từng gặp cướp cũng chưa từng thấy qua quái vật đột biến nào như Dương Bách Xuyên vậy. Một người cả trăm cân, nói đánh bay một quyền đã đánh bay ra ngoài. Nghịch thiên cũng không phải như vậy chứ. Trong lòng đám người Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ kêu rên. Khóe miệng Dương Bách Xuyên nhếch lên, căn bản không để ý tới mấy người Dư Thiệu Cương bị dọa ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên từ góc tường đứng dậy. Nhìn ý chí chiến đấu trong ánh mắt anh ta, trong lòng anh càng thêm thưởng thức vài phần. Người này, trên người có một quyết tâm không chịu thua, đây mới là quân nhân, là binh vương chân chính. Trong lòng anh cơ bản đã chắc chắn, anh Tam trong miệng Ninh Vũ và Dư Thiệu Cương này là binh chủng của bộ đội đặc chủng. Quân nhân bình thường thì trên người sẽ không có tinh thần tàn nhẫn này. Dương Bách Xuyên lại không biết, ánh mắt hứng thú của anh lọt vào mắt Hàn Tiểu Tam lại là sự khiêu khích đối với anh ta. Anh ta đứng lên gầm một tiếng, lập tức muốn lần nữa vào tới cùng Dương Bách Xuyên liều mạng. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên ở hành lang. Dừng tay! Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhìn thấy, cơ thể thanh niên cứng đờ. Anh cũng quay đầu nhìn, lập tức vui vẻ, không ngờ Vương Mộ Sinh đã xuất hiện bên cạnh bọn họ không biết từ lúc nào. Vừa định chào hỏi Vương Mộ Sinh, lại phát hiện thanh niên vội vàng đứng thẳng người, cúi chào Vương Mộ Sinh, trong miệng lớn tiếng nói, chào thủ trưởng. À đây là tình huống gì? Dương Bách Xuyên buồn bực, nói thầm trong lòng. Lúc này Vương Mộ Sinh đen mặt đi tới, nhìn về phía thanh niên nói, Hàn Tiểu Tam, không phải đã cho cậu nghỉ phép về nhà thăm người thân sao? Sao cậu lại ra tay với những vị khách mà tôi mời? Thằng nhóc nhà cậu, có kỹ năng không thế? Lúc này, Dương Bách Xuyên mới biết được, thì ra thanh niên này tên là Hàn Tiểu Tam, chẳng trách Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ lại gọi anh ta là anh Tam. Điều thú vị chính là, Dương Bách Xuyên nhìn thấy mỗi lần Vương Mộ Sinh nói một câu, cơ thể Hàn Tiểu Tam đều sẽ run lên, mồ hôi trên trán bắt đầu lăn xuống, cũng không biết là do đau đớn vì bị mình đánh gãy xương hay là sợ Vương Mộ Sinh. Từ sau khi Vương Mộ Sinh xuất hiện, Hàn Tiểu Tam giờ phút này đã không còn sự tàn nhẫn như trước đó nữa. Quả thực giống như chuột nhìn thấy mèo vậy. Đối mặt với chất vấn của Vương Mộ Sinh, Hàn Tiểu Tam lắp bắp nói, báo cáo thủ trưởng, tôi đến ăn cơm với mấy người bạn, không biết thủ trưởng cũng ở đây, tôi không biết người anh em này là khách của ngài, tôi. Giữa chúng ta, nói đến đây, Hàn Tiểu Tam nói không được nữa, nếu anh ta sớm biết Dương Bách Xuyên là khách của thủ trưởng, cho anh ta 100 lá gan anh ta cũng không dám ra tay với Dương Bách Xuyên. Bây giờ không biết giải thích thế nào, cũng không thể nói Hàn Tiểu Tam anh ta nghe lời bạn bè xúi dục nên ra tay với Dương Bách Xuyên được. Lúc này, Hàn Tiểu Tam nếu đã biết Dương Bách Xuyên là khách của thủ trưởng, vậy nhất định sẽ không phải là ác bá gì như trong miệng Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ. Anh ta chắc chắn là bị hai người ăn cướp sai khiến, trong lòng quả thực hận không thể xé nát Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ thành từng mảnh. Bây giờ, đối mặt với chất vấn của thủ trưởng, Hàn Tiểu Tam giống như lửa đốt. Đúng lúc này, anh ta không nghĩ tới Dương Bách Xuyên lại tiến lên một bước cười nói. Chú Vương, không có việc gì, giữa cháu và người anh em này có hiểu lầm, vừa rồi là ngứa tay so tài với anh ta một chút thôi. Nghe được Dương Bách Xuyên giúp mình giải vây, trong lòng Hàn Tiểu Tam lập tức có thiện cảm mãnh liệt đối với Dương Bách Xuyên. Nhân vật cỡ Vương Mộ Sinh, sao có thể không nhìn ra mâu thuẫn ngày trước của Dương Bách Xuyên và mấy người Hàn Tiểu Tam chứ, hơi suy nghĩ trong lòng đã hiểu. Chẳng qua hiện tại ông ta có chút xấu hổ, bởi Hàn Tiểu Tam là cảnh vệ của ông ta. Sau khi chấp hành nhiệm vụ ở Tây Bắc khoảng thời gian trước, đội trưởng đội cảnh vệ đã để Hàn Tiểu Tam ở lại bên cạnh ông ta.
Mà Hàn Tiểu Tam lại là người Bắc Kinh, đêm qua Vương Mộ Sinh đã cho anh ta về nhà thăm người thân, dù sao cũng là quê nhà của người ta. Làm lính, một năm bốn mùa chẳng có mấy cơ hội được về nhà, nhất là binh lính đặc thù như Hàn Tiểu Tam càng ít ngày nghỉ hơn. Là cấp trên của anh ta, Vương Mộ Sinh không phải người bảo thủ, ông ta thương binh sĩ như con mình, sao có thể không cho Hàn Tiểu Tam một cơ hội về nhà được. Chẳng qua, hiện tại cảnh vệ mình lại xảy ra xung đột với ân nhân cứu mạng con trai Dương Bách Xuyên, khiến gương mặt già của Vương Mộ Sinh tối tăm. Nếu không phải vừa rồi ông ta vào nhà vệ sinh, đúng lúc gặp phải một màn này thì ai biết đã xảy ra chuyện gì. Vương Mộ Sinh rất hiểu Hàn Tiểu Tam, biết rõ trên người thằng nhóc này toàn sát chiêu, thật sự dốc sức liều mạng, Dương Bách Xuyên sẽ ăn thiệt. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong lòng Vương Mộ Sinh. Tuy lần trước ông ta tận mắt nhìn thấy Dương Bách Xuyên cứu con trai mình, một tay cứng rắn bóp tay lái đến biến dạng, lực lượng vô cùng đáng sợ, nhưng trong mắt ông ta, Dương Bách Xuyên chỉ là học trò mà thôi, Hàn Tiểu Tam lại thành viên đội Thanh Long, bộ đội đặc chủng Trung Quốc đấy. Bàn về thuật giết người, Hàn Tiểu Tam có thể giết chết Dương Bách Xuyên dễ dàng. Cho nên đối với chuyện bản thân kịp thời xuất hiện ngăn cản Hàn Tiểu Tam, Vương Mộ Sinh đặc biệt vui vẻ, chậm một chút là Dương Bách Xuyên đã ăn mệt rồi. Đến lúc đó cảnh vệ của mình đánh ân nhân cứu mạng con trai trọng thương, Vương Mộ Sinh cũng không biết nên ăn nói với Dương Bách Xuyên như thế nào. Chẳng qua, nếu ông ta nhìn thấy cảnh Dương Bách Xuyên đánh bay Hàn Tiểu Tam chỉ với một quyền vừa rồi, đoán chừng ông ta sẽ không nghĩ như vậy. Thật ra trong mắt Dương Bách Xuyên, đúng là anh không để Hàn Tiểu Tam vào mắt. Đúng vậy, Hàn Tiểu Tam mạnh hơn binh lính bình thường. Trên người cũng tỏa ra sát khí của người từng thấy máu, nhưng sức mạnh của anh ta chỉ có như vậy thôi. Anh chỉ cần dựa vào lực lượng bản thân và cảm giác nhạy bén đã có thể thắng anh ta rồi, trừ khi Hàn Tiểu Tam cũng là người tu chân. Đã có Dương Bách Xuyên ra mặt đưa bậc thang cho Hàn Tiểu Tam, chuyện tiếp theo dễ làm hơn rất nhiều. Vương Mộ Sinh nhìn trong mắt, càng thưởng thức anh hơn. Vừa có y thuật cao siêu, vừa có lực lượng hùng mạnh. Bây giờ xem ra còn có lòng khoan dung độ lượng, đúng là một chàng trai tốt. Nếu không phải Dương Bách Xuyên từng nói anh là sinh viên, thậm chí Vương Mộ Sinh còn định đặc biệt tuyển anh vào quân đội. Ông ta tiến lên một bước, hung hăng trợn mắt nhìn Hàn Tiểu Tam, sụ mặt nói, ngày mai hủy nghỉ phép, lập tức quay lại đơn vị, chỉ biết làm mất mặt người khác. Cậu là quân nhân, không phải côn đồ các kẻ, sao lại học người ta đánh nhau thế? Ngứa ra rồi đúng không? Tôi cho cậu về kho hàng số 1 nhé. Báo cáo cấp trên, tôi sai rồi, xin được kiểm điểm bản thân. Hàn Tiểu Tam vừa nghe thấy mấy chữ kho hàng số 1 thì cả người đều run rẩy. Anh ta biết rõ nơi đó là gì nhất, chỉ có đám quái vật biến thái mới đi vào. Tiến vào trong đó, 89 phần 10 đều điên dại hết rồi. Anh ta vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Cút đi, ông đây vừa nhìn thấy cậu là tức giận. Vương Mộ Sinh mất kiên nhẫn xua tay với Hàn Tiểu Tam. Dạ, Hàn Tiểu Tam như được ban ơn, trước khi đi còn nói với Dương Bách Xuyên, anh Dương, hôm nay tôi có mắt như mù, xin anh tha thứ. Chuyện hôm nay, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời. Dứt lời, anh ta cúi chào, đi vào thang máy. Về phần Thiệu Cương và Ninh Vũ, tất nhiên hai người cũng vội vàng đi theo Hàn Tiểu Tam vào thang máy. Đợi đám người Hàn Tiểu Tam đều rời đi, Vương Mộ Sinh mới xin lỗi Dương Bách Xuyên, xin lỗi Bách Xuyên, là chú Vương không dạy dỗ lính của mình đàng hoàng, khiến cậu chịu ủy khuất. Chú Vương nói gì vậy, chỉ là một hiểu lầm nhỏ mà thôi, không đánh không quen biết, thật không ngờ Hàn Tiểu Tam này lại là cảnh vệ của chú Vương, phải là cháu xin lỗi mới đúng. Dương Bách Xuyên thấy Vương Mộ Sinh gọi tên mình thân thiết thì cảm giác được ông ta áy náy, vì thế anh cũng khiêm nhường một phen. Ha ha ha, được, vào phòng bao ăn cơm trước, tôi, dì Lý, còn có một đồng đội cũ đang chờ cậu đấy, ha ha. Vương Mộ Sinh cười lớn, kéo tay Dương Bách Xuyên vào phòng bao. Anh đi theo ông ta vào phòng, không biết đám người Hàn Tiểu Tam, Thiệu Cương và Ninh Vũ trong thang máy đang trình diễn một màn vô cùng đặc sắc. Một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, sắc mặt Hàn Tiểu Tam lập tức sầm xuống. Nhìn chằm chằm hai người Thiệu Cương và Ninh Vũ bằng ánh mắt sắc bén như dao. Trên tay thành viên đội Thanh Long đều dính máu, người bình thường không thể chịu đựng nổi ánh nhìn của anh ta. Thiệu Cương và Ninh Vũ bị Hàn Tiểu Tam nhìn chằm chằm, cơ thể không nhịn được run rẩy, trong lòng đầy đắng chát.
Bọn họ đã nhìn ra, người đàn ông trung niên vừa bất ngờ đi ra là cấp trên của anh Tam. Anh Tam ở trước mặt đối phương không khác gì chuột sợ mèo, nơm nớp lo sợ. Mà càng không ngờ, Dương Bách Xuyên lại là khách của cấp trên anh Tam, thoạt nhìn quan hệ rất tốt. Không thể nghi ngờ, Dương Bách Xuyên chính là đại thần số một. Không chỉ có giá trị võ lực biến thái hơn người, mà mối quan hệ còn rộng rãi vô cùng. Bọn họ cũng biết anh Tam là bộ đội đặc chủng, có thể trở thành cấp trên của anh Tam, tuy không biết thân phận của người đàn ông trung niên vừa rồi nhưng chắc chắn cũng thuộc hàng châu bò. Dương Bách Xuyên không phải là nông dân có bối cảnh đơn giản, mà là người có núi dựa đặc biệt. Xem ra lần này bọn họ đã trúng tấm sắt rồi, nhất định về nhà phải nghiên cứu kỹ. Chẳng qua hiện tại nhìn sắc mặt của anh Tam, trước mắt phải qua được cửa ải này đã. Đối diện với ánh mắt sắc bén của Hàn Tiểu Tam, Thiệu Cương và Ninh Vũ không dám nhìn thẳng, cúi đầu. Hàn Tiểu Tam không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm hai người. Mãi đến khi thang máy kêu lên, cửa mở ra, Hàn Tiểu Tam mới mở miệng, có điều không phải nói với Thiệu Cương, Ninh Vũ mà là những người khác, các cậu ra ngoài trước, ba chúng ta nói chuyện một lát. Mấy người khác cảm nhận được hơi thở lạnh lùng trên người anh Tam, vội vàng chào hỏi rồi chạy đi. Lúc này, trong thang máy chỉ còn lại ba người Hàn Tiểu Tam, Ninh Vũ và Thiệu Cương. Giọng nói lạnh như băng của Hàn Tiểu Tam vang lên, hai cậu có gì muốn nói với tôi không? Thủ lĩnh chiến đội đặc biệt tức giận, trong giọng nói mang theo sát khí, người bình thường như Thiệu Cương, Ninh Vũ hoàn toàn không thể chịu đựng, áp lực Hàn Tiểu Tam mang lại cho bọn họ quá lớn. Nói. Hàn Tiểu Tam bỗng thét lên. Hai người kia run rẩy cả người. Thiệu Cương không chịu đựng nổi trước, đau khổ nói, anh Tam, bọn em sai rồi, không nên lừa anh. Anh Tam, lần sau bọn em không dám nữa. Ninh Vũ cũng nói nhỏ. Không cần hỏi nguyên nhân, Hàn Tiểu Tam đã xác nhận, là hai người bọn họ thêm mắm thêm muối, bôi đen Dương Bách Xuyên. Anh ta bị dở trò tính kế sau lưng, còn đi làm tay sai cho bọn họ. Hôm nay, nếu không phải Dương Bách Xuyên nể tình, nói vài câu hữu ích cho anh ta trước mặt cấp trên, vị trí cảnh vệ anh ta vất vả có được đã bay mất rồi. Nhớ tới chuyện này, lửa giận của Hàn Tiểu Tam lập tức bốc cao ngút trời, càng nghĩ càng giận. Hai tên khốn khiếp, cứ luôn miệng gọi anh Tam ngọt sớt, sau lưng lại đào một cạm bẫy lớn như thế. Một giây sau, Hàn Tiểu Tam giơ tay trái, tay đấm chân đá hai người Thiệu Cương và Ninh Vũ. Tay phải của anh ta còn bị Dương Bách Xuyên đánh gãy đây, vẫn luôn rũ xuống một bên. Hai tên khốn, tôi xem các người như anh em, các cậu lại lừa gạt tôi, này thì đào hố, này thì tính kế. À, anh Tam, bọn em sai rồi, đừng đánh nữa. Đừng đánh mặt, đừng đánh mắt, sai rồi, bọn em sai rồi, anh Tam tha mạng. Ây ây ây, hai tên đáng chết, dám đùa giỡn ông đây. Binh binh bốp bốp. Trong thang máy, Hàn Tiểu Tam xả hết cơn giận lên người Thiệu Cương và Ninh Vũ. Trong phòng theo dõi của khách sạn Bắc Kinh, bảo vệ nhìn thấy một màn này thì vội vàng nhấc bộ đàm lên, nói, Lão Trương, Tiểu Vương, mau đi tới thang máy số 1, có người đang đánh nhau. Đã biết. Trong thang máy, Hàn Tiểu Tam đánh Thiệu Cương và Ninh Vũ một trận, cuối cùng thở ra hơi. Thiệu Cương và Ninh Vũ đã biến thành đầu heo, trốn vào một góc thang máy, rên hừ hừ. Thật ra Hàn Tiểu Tam không xuống ta quá nặng, nếu không hai người kia đã tàn phế rồi. Đánh xong, cuối cùng trong lòng Hàn Tiểu Tam cũng thấy thư thả, nhìn hai người kia, đã biết sai chưa? Anh Tam, bọn em biết sai rồi. Hai người gật đầu liên tục. Được rồi, đừng giả chết nữa, tôi ra tay có chừng mực. Sau này sống cho đàng hoàng tử tế, đừng dở trò vớ vẩn, nếu không sau này các cậu sẽ chịu thiệt đó. Tôi đánh các cậu một trận là để các cậu nhớ lâu. Ở cố đô gia đình các cậu khấm khá đấy, nhưng tôi nói cho các cậu biết, trên thế giới này có một số người các cậu không thể chọc vào. Lát nữa đi nhận lỗi với Dương Bách Xuyên, có biết phải làm thế nào không? Anh Tam, bọn em biết, Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ gật đầu như dã tỏi. Tinh! Lúc này cửa thang máy lại mở ra, hai bảo vệ xuất hiện bên ngoài. Thấy Dư Thiệu Cương và Ninh Vũ đều mặt mũi bầm dập, chú bảo vệ già lên tiếng, hai vị gặp phải chuyện gì? Có cần báo cảnh sát không? Chú ta vừa nói vừa lấy rùi cui ra, nhìn Hàn Tiểu Tam với vẻ mặt đề phòng. Biến đi,
chúng tôi đang so đấu võ thuật hiểu không? Báo cảnh sát gì chứ? Ninh Vũ quát mắng, chút giận lên người bảo vệ. Báo cảnh sát, đùa gì thế? Có cho 10 lá gan bọn họ cũng không dám báo cảnh sát, ai bảo người đánh bọn họ là anh Tam chứ? Ba người ra khỏi thang máy rồi rời đi. Chú bảo vệ lấy lại tinh thần, phì, đánh đời bị đánh thành đầu heo. Ninh Vũ và Dư Thiệu Cương mới đi ra ngoài mấy bước đều nghe thấy câu nói này của chú bảo vệ, tức thì tim quặn thắt, suýt chút nữa té ngã, hận không thể xông đến phang cho chú bảo vệ một gậy. Nhưng có Hàn Tiểu Tam đi cùng nên bọn họ không dám. Trận đòn ngày hôm nay ngẫm lại mà ức chế, ai biết được Dương Bách Xuyên lại siêu như vậy. Bọn họ không chỉ bị anh Tam đánh tơi bời, mà lát nữa còn phải nhận lỗi với Dương Bách Xuyên. Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì thế này? Chấm chấm chấm. Tạm gác lại chuyện của ba người Hàn Tiểu Tam, Ninh Vũ và Dư Thiệu Cương. Ở phòng VIP số 777, Vương Mộ Sinh thân thiết kéo tay Dương Bách Xuyên đi vào phòng. Ngoài bà xã Lý gia và con trai Vương Tông Nhân của Vương Mộ Sinh ra, trong phòng còn có một người trung niên mặc quân phục, thoạt nhìn tầm tuổi Vương Mộ Sinh. Khi thấy Vương Mộ Sinh kéo tay Dương Bách Xuyên đi vào, trong mắt người đó thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất ngay. Lý gia trông thấy Dương Bách Xuyên thì nở nụ cười nhẹ, đứng dậy thân thiết gọi, Bách Xuyên đến đây nào. Dứt lời bà ta lại nói với con trai Vương Tông Nhân bên cạnh, nhóc Tông gọi anh đi, sau này hai anh em hãy thân thiết hơn nhé. Chào anh Bách Xuyên, Vương Tông Nhân cũng biết Dương Bách Xuyên đã cứu mình. Cho dù là hạng người nào đi chăng nữa đều mang lòng biết ơn ân nhân cứu mạng. Tuy Vương Tông Nhân ngang bướng, phản nghịch, nóng tính, nhưng rất chính trực. Điểm này có liên quan đến hoàn cảnh gia đình. Dương Bách Xuyên nói chào cô với Lý gia, sau đó chào Vương Tông Nhân, cuối cùng tầm mắt dừng trên người sĩ quan trung niên. Vương Mộ Sinh cất lời, Bách Xuyên, giới thiệu cho cháu đây là phó siêu chiến hữu của chú, hiện đang giữ chức bộ trưởng lực lượng vũ trang. Cháu gọi chú phó đi. Hai mắt Dương Bách Xuyên sáng ngời, anh biết đây là Vương Mộ Sinh đang giới thiệu mạng lưới quan hệ cho mình, hơn nữa người này còn là nhân vật tai to mặt lớn trong lực lượng vũ trang cố đô. Đúng là niềm vui bất ngờ. Anh chia tay chào hỏi, cháu chào chú phó. Phó siêu tươi cười bắt tay Dương Bách Xuyên, song trong lòng cực kỳ chấn động. Ông ta biết bối cảnh gia đình của chiến hữu cũ Vương Mộ Sinh, Dương Bách Xuyên được gia đình Vương Mộ Sinh nâng đỡ như vậy chứng tỏ mối quan hệ này thật sự vững chắc. Tốt tốt tốt, nghe nói cháu rất giỏi y thuật, sau này chú phó phải làm phiền cháu khám bệnh cho chú rồi. Phó siêu nở nụ cười, nói nửa đùa nửa thật. Nhưng Dương Bách Xuyên lại nghe thành đối phương bày tỏ thiện chí với mình, bèn nói ngay, không thành vấn đề, cháu có chút thành tựu trong y thuật, chú phó gọi cháu sẽ đến. Ha ha ha, tốt lắm, ăn nói dứt khoát, thảo nào anh Vương và Lý gia đều khen cháu hết lời, đúng là tuổi trẻ tài cao. Phó siêu mỉm cười bảo. Nào nào nào, chúng ta là người một nhà, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Mấy người ngồi xuống, Lý gia mỉm cười nói với Phó Siêu, anh Phó tuyệt đối đừng xem thường y thuật của Bách Xuyên. Lần trước thằng Tông bị thương, tôi và Vương Mặt Đen đến bệnh viện quân y làm kiểm tra, anh đoán xem bệnh viện quân y nói thế nào. Phó Siêu khen y thuật của Dương Bách Xuyên chỉ là lời nói xã giao thôi, chứ trong lòng không nghĩ rằng cậu thanh niên Dương Bách Xuyên này có y thuật cao siêu gì hết. Nhưng sau khi nghe Lý gia nói vậy, ông ta bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề, bởi vì ông ta biết rõ Lý gia chưa bao giờ thổi phồng nói quá. Y thuật của Dương Bách Xuyên có thể khiến một giảng viên nổi tiếng nghiêm khắc ở Đại học Yên Kinh như Lý gia trịnh trọng khen ngợi như thế, có lẽ đối phương thật sự có bản lĩnh. Phó siêu nghiêm túc hỏi, bệnh viện quân y nói thế nào? Lý gia lộ vẻ sợ hãi khi nhớ lại, bác sĩ quân y kỳ cựu của bệnh viện quân y nói rằng vết thương trên đầu thằng Tông cho dù đi bệnh viện quân y cũng bó tay hết cách, người chữa trị cho thằng bé chắc chắn là người tài ba trong giới y học, còn bảo tự thấy bản thân không bằng, cứ nhất quyết đòi tôi giới thiệu cho ông ấy. Phó siêu nghe xong thì sốc lắm, đương nhiên ông ta biết bác sĩ quân y kỳ cựu của bệnh viện quân y mà Lý gia nhắc tới là ai. Vị quân y kỳ cựu kia là thần y nổi tiếng trong giới đông y Trung Quốc. Đến bản thân ông ấy cũng tự thấy bản thân không bằng thì đúng là y thuật của Dương Bách Xuyên cực kỳ xuất sắc. Nghĩ tới đây, Phó Siêu nhìn Dương Bách Xuyên bằng cặp mắt khác. Sau khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Phó Siêu, Lý gia cố ý nói như vậy là để thiết lập quan hệ cho Dương Bách Xuyên trước mặt Phó Siêu. Huống chi những gì bà ta nói đều là sự thật,
Lần trước sau khi trở về từ núi Phượng Hoàng, cả nhà họ đưa con trai Vương Tông Nhân đến bệnh viện quân y khám, kết quả nhận được chính là như thế. Nếu không có Dương Bách Xuyên thì e là lần đó con trai họ đã nguy hiểm đến tính mạng. May mà kết quả kiểm tra của bệnh viện quân y cho thấy sức khỏe của con trai không có gì đáng ngại, tất cả vết thương đều đã được điều trị, chỉ cần nằm viện điều dưỡng vài ngày. Nếu không có Dương Bách Xuyên, Lý Gia và Vương Mộ Sinh sẽ hối hận cả đời. Nhất là Vương Mộ Sinh, mỗi khi nhớ lại lời nói của bác sĩ quân y kỳ cựu kia, sau lưng lại đổ mồ hôi lạnh. Ông ta đã tìm con trai nói chuyện, quan hệ ba con cũng cải thiện rất nhiều. Tất cả những điều này đều là nhờ công lao của Dương Bách Xuyên. Cho nên vợ chồng Vương Mộ Sinh cảm kích Dương Bách Xuyên từ tận đáy lòng. Lần này họ tìm Dương Bách Xuyên ăn cơm là vì muốn nhận vị ân nhân Dương Bách Xuyên có y thuật cao siêu này. Để tìm hiểu tình hình của Dương Bách Xuyên, Vương Mộ Sinh không điều tra xuất thân của anh, bởi vì nếu điều tra thì ông ta cảm thấy không tôn trọng Dương Bách Xuyên, còn chẳng bằng mời Dương Bách Xuyên ăn cơm rồi hỏi han trên bàn cơm. Như vậy có vẻ thân thiết, hai bên có thể gia tăng tình cảm. Sau bữa cơm, Vương Mộ Sinh đánh mắt ra hiệu cho bà xã Lý ra hỏi thăm tình hình của Dương Bách Xuyên. Bất kể trên phương diện học tập hay là sinh hoạt, nếu có thể giúp đỡ Dương Bách Xuyên thì cũng xem như gia đình họ bày tỏ lòng cảm ơn. Lý Gia tươi cười gắp thức ăn cho Dương Bách Xuyên ngồi bên trái, rồi lại gắp thức ăn cho con trai ngồi bên phải, thân thiết hỏi, Bách Xuyên, hiện giờ tình hình học tập của cháu thế nào? Có theo kịp không? Không biết cô có thể giúp cháu chuyện gì không? Cháu phải nói thật nhé, cô coi cháu như nửa con trai của mình. Từ nhỏ Dương Bách Xuyên đã thiếu thốn tình yêu thương của mẹ. Lúc này những câu hỏi hòa nhã của Lý Gia làm cõi lòng anh gợn sóng. Anh có thể cảm nhận được Lý Gia thật lòng quan tâm đến mình, trong lòng cực kỳ cảm động. Anh đặt đũa xuống, vội vàng trả lời, thưa cô, cháu mới tốt nghiệp, đơn vị thực tập cũng đã liên lạc xong. Hiện tại cuộc sống cũng ổn, cháu đang điều chế một loại thuốc làm đẹp tên là đan chú nhan nên có thu nhập, không cần lo nghĩ. À đúng rồi, cháu mang quà cho cô đây ạ. Dương Bách Xuyên cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Lý Gia, cho nên anh trả lời đúng sự thật, không giấu giếm gì hết. Anh tiện tay lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi rồi mở ra, bên trong là bốn lọ nhỏ đựng đan chú nhan. Đây là quà anh chuẩn bị cho gia đình Vương Mộ Sinh trước khi ra khỏi nhà. Một hộp có 10 lọ, anh tiện tay đặt trước mặt mỗi người một lọ. Mỗi lọ đựng 10 viên đan chú nhan, tính theo giá cả thị trường hiện tại, nếu mua thì mỗi lọ nhỏ này ít nhất cũng phải 1 vạn. Dù sao nó cũng tốt cho da, nam nữ đều dùng được. Sau khi Dương Bách Xuyên lấy đan chú nhan ra, Lý Gia và Phó Siêu đều thốt lên đầy kinh ngạc. Đan chú nhan là do cháu điều chế ra sao? Lý Gia hỏi với tâm trạng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Vâng ạ, Dương Bách Xuyên ngượng ngùng mỉm cười gật đầu. Lúc này, Phó Siêu ở bên cạnh lên tiếng, giỏi lắm. Dạo này ngày nào con cọp cái trong nhà chú cũng nhắc đến đan chú nhan suốt. Nói là thần dược làm đẹp gì đó, bắt chú kiếm cho bà ấy. Kết quả, chú hỏi thăm mới biết dù có tiền cũng không mua được, vì vậy chú không kiếm được. Không ngờ cháu lại là người phát minh. Chú phó quá khen, hôm nay cháu mang ít, hôm khác cháu sẽ tặng cô. Ít nhiều gì Dương Bách Xuyên cũng hơi đắc ý. Lý Gia vui vẻ nói, mấy hôm trước cô út của thằng Tông gọi điện cũng nhắc đến đan chú nhan, nói là khó khăn lắm mới kiếm được 2 viên. Uống vào thật sự trẻ ra vài tuổi, cứ bảo cô đi mua. Ban đầu cô không tin, sau đó cô út gửi ảnh cho cô, quả thật trông làn da đẹp hơn rất nhiều. Món quà của Dương Bách Xuyên khiến mọi người ở đây đều vô cùng vui vẻ, nhất là Lý Gia thuộc phái nữ, bà ta cất lọ nhỏ vào túi sách như cất vật báu. Sau khi khen ngợi vài câu, Vương Mộ Sinh tiếp tục hỏi Dương Bách Xuyên, nhà cháu còn những ai? Quê ở đâu? Thưa chú Vương. Quê cháu ở thôn Thượng Dương, nhà cháu. Ba cháu cũng đi bộ đội, nhưng mười mấy năm trước bên bộ đội báo tin ba cháu mất tích, có lẽ không còn trên nhân thế. Mẹ cháu, bỏ nhà đi năm cháu 4 tuổi, bây giờ nhà cháu còn bà và em gái đang học cấp 3. Dương Bách Xuyên trả lời, giọng nói hơi khàn. Lúc này nét mặt của Vương Mộ Sinh ở bên cạnh chợt thay đổi, ông ta vội vàng hỏi thôn Thượng Dương ư. Ba cháu tên là gì? Đột nhiên Dương Bách Xuyên phát hiện ra giọng Vương Mộ Sinh có phần sốt sắng, thậm chí vẻ mặt hơi mất kiểm soát. Tuy Dương Bách Xuyên hơi nghi ngờ thái độ khác thường của Vương Mộ Sinh, nhưng vẫn trả lời, ba cháu tên là Dương Quốc Trung.
Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, toàn thân Vương Mộ Sinh bắt đầu run lên. Ông ta nói với bà xã Lý Gia ở bên cạnh, bà Lý. Đưa túi cho tôi. Lý Gia lộ vẻ trầm ngâm, vội vàng lấy một túi công văn màu đen đưa cho Vương Mộ Sinh. Vương Mộ Sinh nhận túi công văn rồi kéo khóa, nhưng tay cứ run lẩy bẩy nên kéo mãi không ra. Cậu con trai Dương Tông Nhân ngồi bên cạnh bèn nói, để con giúp ba. Thế rồi cậu ta kéo khóa mở túi công văn ra. Sau đó, hai tay Vương Mộ Sinh run rẩy lấy một chiếc ví tiền màu nâu, lôi ra một bức ảnh, bàn tay run rẩy đặt nó ở trước mặt Dương Bách Xuyên. Con trai à, nhìn xem có quen người trong này không? Giờ phút này trong lòng Dương Bách Xuyên cũng nổi sóng, anh cầm ảnh lên xem. Người trong ảnh là một thanh niên mặc quân phục. Sau khi nhìn bức ảnh này, trái tim Dương Bách Xuyên bỗng thắt lại, bởi vì người trong bức ảnh Vương Mộ Sinh lấy ra là ba anh Dương Quốc Trung. Mặc dù ba anh đã mất tích mấy chục năm, nhưng trong nhà vẫn có một tấm ảnh của ba được bà nội đặt trong khung kính, mỗi ngày đều lau một lượt, ngắm một lần. Cho nên Dương Bách Xuyên vừa liếc mắt đã nhận ra đây là ảnh của ba mình hồi trẻ. Có điều anh không biết tại sao Vương Mộ Sinh lại có ảnh của ba mình. Lẽ nào ông ta là chiến hữu của ba anh? Dương Bách Xuyên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn trả lời, là ảnh của ba cháu. Chú Vương, tại sao chú lại có ảnh của ba cháu? Nghe thấy câu trả lời của Dương Bách Xuyên, Vương Mộ Sinh ngồi sụp xuống ghế, mắt bỗng đỏ hoe, nói với bà xã Lý ra, bà Lý ơi, là con trai của anh Quốc Trung, là con trai của anh Quốc Trung. Bách Xuyên là con trai của anh Quốc Trung. Lúc này Vương Mộ Sinh nói năng lộn xộn, kích động đến mức cả người run rẩy. Lý Gia đang ngồi đó cũng đỏ vành mắt, cầm tay chồng an ủi, đây là chuyện tốt mà, ông đừng kích động kẻo lại tăng huyết áp. Có lẽ bà xã vỗ về có tác dụng, Vương Mộ Sinh hít sâu một hơi rồi quay sang run rẩy nắm lấy hai tay của Dương Bách Xuyên, con trai à, chú và ba cháu là chiến hữu vào sinh ra tử, cháu là con trai của Dương Quốc Trung thì cũng là con trai của Vương Mộ Sinh này. Vương Mộ Sinh nhìn Dương Bách Xuyên. Giờ đây càng nhìn ông ta càng thấy Dương Bách Xuyên giống chiến hữu Dương Quốc Trung của mình đến 7-8 phần. Lúc này tâm tư Vương Mộ Sinh trôi dạt về hơn 20 năm trước, lúc đó ông ta mới nhập ngũ. Trong kỳ huấn luyện tân binh, ông ta và một thanh niên vạm vỡ người Tây Bắc đã kết tình như anh em vì giành vị trí đầu tiên trong buổi huấn luyện dã ngoại mang vác nặng trên quãng đường 5 cây số. Vương Mộ Sinh vẫn còn nhớ lúc đó hai người không ai phục ai, đến điểm đích cùng một lúc. Cùng nằm vật ra đất. Người kia nói với ông ta, tôi là Dương Quốc Trung trong Trung quân báo quốc. Tên này là chú hai tôi đặt cho đấy, chú ấy cũng làm lính. Tôi là Vương Mộ Sinh đến từ Yên Kinh. Từ giây phút ấy, hai người đã trở thành binh lính cứng đầu trong đám tân binh, không phân cao thấp, một đường hết đánh lại ngã tiến vào bộ đội xung kích bí ẩn nhất Trung Quốc. Mười mấy năm trước, họ đến biên giới Tây Vực chấp hành nhiệm vụ. Trong một khu rừng Hồ Dương được mệnh danh là sa mạc chết, họ bị kẻ địch bao vây. Đến giờ tình hình lúc đó vẫn rõ mồn một trước mắt. Trong lúc bên bờ sinh tử, Dương Quốc Trung đã dẫn theo hai người anh em xông ra ngoài thu hút hỏa lực, để tranh thủ thời gian cho Vương Mộ Sinh và tiểu đội. Cuối cùng ba người họ dụ hỏa lực của địch đi nơi khác, nhưng ai dè sa mạc chết biến hóa khó lường, bỗng nhiên có lốc xoáy. Sau khi gió yên biển lặng, Vương Mộ Sinh không tìm được tung tích của Dương Quốc Trung, ngay cả kẻ địch cũng mất tung mất tích. Có thể nói nếu hồi ấy không có Dương Quốc Trung, thì không có Vương Mộ Sinh ngày nay. Sau khi chuyện xảy ra, lần đầu tiên Vương Mộ Sinh dùng đến thế lực của gia tộc kể từ khi nhập ngũ. Ông ta điều động chiến đội máy bay trực thăng, dùng một đại đội binh lực tìm kiếm Dương Quốc Trung khắp vùng sa mạc ấy, gần như là đã đào ba thước đất mà kết quả vẫn là sống không thấy người chết không thấy xác, biến mất triệt để. Sau một tháng tìm kiếm ròng rã, Vương Mộ Sinh không thể không bỏ cuộc, chỉ cho rằng Dương Quốc Trung bị lốc xoáy sa mạc chôn vùi ở tận sâu trong sa mạc. Khi báo tin cho gia đình Dương Quốc Trung, quân đội cũng thông báo đúng sự thật mất tích. Vương Mộ Sinh và Dương Quốc Trung là anh em chiến hữu vào sinh ra tử, nhưng cũng không ngờ Dương Quốc Trung đã có con. Vương Mộ Sinh nở nụ cười cay đắng. Hai người quen biết nhiều năm, bởi vì ông ta là con nhà họ Vương ở Yên Kinh. Không nói thân phận cho Dương Quốc Trung, cho nên cũng không hỏi chuyện nhà của đối phương. Sau khi Dương Quốc Trung mất tích ở sa mạc, Vương Mộ Sinh từng nghĩ đến chuyện tới thăm hỏi thân nhân của chiến hữu cũ. Thế nhưng năm đó Dương Quốc Trung hy sinh vì ông ta,
Vương Mộ Sinh không biết phải đối mặt với người thân của Dương Quốc Trung thế nào, vì vậy trong những năm qua ông ta chỉ lặng thầm gửi tiền cho gia đình Dương Quốc Trung. Ông ta cũng sợ nhớ đến chuyện nhà của chiến hữu cũ, cho nên chưa từng điều tra. Lại càng không biết lúc đó Dương Quốc Trung đã lấy vợ có con. Vương Mộ Sinh vẫn luôn ôm lòng áy náy với Dương Quốc Trung. Từ sau khi đối phương mất tích, ông ta dồn hết tinh thần sức lực vào công việc, dựa vào quân công thành lập nên đội đặc chiến Thanh Long, bởi vì hồi đó khi ông ta và Dương Quốc Trung tán gẫu từng nói rằng sau này muốn thành lập một đội đặc chiến, đây là ước mơ của hai người. Để tưởng nhớ đến chiến hữu cũ, những năm qua Vương Mộ Sinh vẫn luôn cố gắng, cuối cùng thì 3 năm trước ông ta đã xin thành lập đội đặc chiến Thanh Long. Sau khi dành ra thời gian, rốt cuộc Vương Mộ Sinh cũng dự định đối mặt với hiện thực, chuẩn bị đi thăm quê của chiến hữu cũ. Chuyến đi lần này một là để giải sầu với con trai, hai là đến quê của Dương Quốc Trung. Nhưng không ngờ ông ta lại gặp được Dương Bách Xuyên, đối phương còn là con trai của chiến hữu mình. Vương Mộ Sinh kích động, đồng thời nghĩ trong lòng, đây là anh em trên trời có linh. Nhìn Dương Bách Xuyên, Vương Mộ Sinh càng áy náy với Dương Quốc Trung, tự trách sao hồi ấy mình lại không hỏi đối phương đã lập gia đình hay chưa. Nếu biết thì ông ta sẽ đi thăm nom sớm hơn, nhất định là thằng bé này đã chịu không ít khổ cực. Vương Mộ Sinh kích động nhớ lại chuyện 20 năm trước. Nhưng không biết rằng lúc này Dương Bách Xuyên càng kích động hơn. Dưới đáy lòng Dương Bách Xuyên, chuyện của ba mẹ vẫn luôn là nỗi niềm bị anh chôn giấu nơi sâu nhất. Nhất là chuyện về người ba Dương Quốc Trung. Đến giờ anh vẫn còn nhớ năm mình 4 tuổi, bà nội cầm một tờ giấy báo của bộ đội khóc to, toàn thân như quả bóng xẹp hơi. Khi còn nhỏ anh không có năng lực đi tìm chân tướng ba mình mất tích. Bây giờ anh đã tốt nghiệp đại học, cũng đã kiếm ra tiền, quyết định đi tìm nguyên nhân thật sự dẫn đến ba mình mất tích. Nhưng không ngờ hôm nay Vương Mộ Sinh người anh vô tình gặp gỡ lại là chiến hữu của ba anh, sao Dương Bách Xuyên lại không kích động cho được. Cuối cùng anh cũng được tiếp xúc với người biết tình hình của ba mình, lại còn là chiến hữu của ba. Dương Bách Xuyên nhìn Vương Mộ Sinh, giọng nói hơi khàn, chú Vương. Rốt cuộc là tại sao ba cháu lại mất tích, ba thuộc binh chủng nào, tại sao năm đó bà nội cháu đi hỏi thăm cũng không tra được gì. Câu nói của Dương Bách Xuyên làm Vương Mộ Sinh sực tỉnh, thở dài một tiếng, con trai à, ba cháu không phải sĩ quan bình thường, có thể nói anh ấy là người thành lập đội đặc chiến Thanh Long Trung Quốc, tất cả đều là cơ mật. Chuyện này phải kể từ hơn 10 năm trước. Tiếp đó Vương Mộ Sinh kể cho Dương Bách Xuyên nghe ngọn ngành mình quen ba của Dương Bách Xuyên như thế nào, tại sao mất tích. Chấm. Nửa tiếng sau Dương Bách Xuyên nghe xong, rốt cuộc cũng biết nguyên nhân ba mình mất tích. Bỗng dưng trong lòng anh trào dâng một cảm giác tự hào, nỗi tủi nhục khi còn bé đánh nhau với bạn học ở trường rồi bị mắng là không cha không mẹ gần như tan biến, ngoại trừ nỗi hận mẹ, còn lại là niềm tự hào vô tận. Anh tự hào vì có một người ba vĩ đại, Vương Mộ Sinh nói ba anh là anh hùng nhân dân. Tiếc là sau khi biết nguyên nhân ba mất tích, anh cũng cho rằng khả năng cao là ba anh đã bỏ mạng trong sa mạc rồi. Anh từng tìm hiểu về lốc xoáy sa mạc từ trong sách. Đó là sức mạnh thiên nhiên cực kỳ đáng sợ. Thường thì những nơi lốc xoáy đi qua, sức phá hoại cực lớn. Anh cũng nghĩ rằng chắc hẳn ba mình đã bị lốc xoáy vùi lấp dưới lòng đất trong sa mạc. Anh thầm nghĩ sau này sẽ đưa bà nội đi bái tế. Anh biết nguyện vọng của bà nội, biết rằng bà cũng giống anh, chôn sâu sự mất tích của ba dưới đáy lòng, vẫn luôn nhức nhối. Sau đó Vương Mộ Sinh cũng hỏi kỹ cuộc sống của Dương Bách Xuyên và bà nội. Em gái trong những năm qua như thế nào? Khi Dương Bách Xuyên kể lúc lên đại học anh còn đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, Vương Mộ Sinh vỗ bàn cái rầm, đằng đằng sát khí đứng bật dậy, tiền trợ cấp bộ đội phát xuống trong mấy năm qua cũng đủ cho cháu và em gái lên đại học, lẽ nào địa phương không gửi số tiền này đến tay mấy bà cháu? Dương Bách Xuyên cảm nhận được sát khí tỏa ra từ trên người Vương Mộ Sinh lúc này, đến bản thân anh cũng phải kinh hãi. Trong đường thư không làm nhục sứ mệnh có một đoạn luận bàn về cơn giận của dân thường và vua chúa. Tần Vương nói, cơn giận của vua chúa khiến trăm vạn người phơi thây, máu chảy ngàn dặm. Đường thư hỏi, đại vương đã từng thấy cơn giận của người dân áo vải chưa? Tần Vương đáp, cơn giận của người dân áo vải bất quá cũng chỉ là tháo nón, để chân trần, đập đầu xuống đất mà thôi. Đường thư tâu, đó là cơn giận của kẻ bất tài tầm thường. Không phải cơn giận của người tài năng gan dạ. Ngày xưa,
lúc Chuyên Trư ám sát Ngô Vương Liêu, vệt sao băng lướt qua ánh trăng, khi Nhiếp Chính ám sát Hàn Khôi, một cột sáng màu trắng phóng thẳng lên trời, lúc Yêu Cách ám sát Khánh Kỵ, diều hâu lượn nhào trên cung điện. Ba người này đều là người có xuất thân bình dân nhưng gan dạ sáng suốt, lòng giận dữ nhưng không nổi giận, trời cao giáng điểm báo. Giờ đây, Chuyên Trư, Nhiếp Chính, Yêu Cách, thêm cả thần nữa là thành bốn người. Nếu người có tài năng và gan dạ sáng suốt buộc phải nổi giận, ắt sẽ có hai bộ thi thể ngã xuống, tiêm máu văng xa, dân chúng khắp thiên hạ đều phải mặc áo tang. Hiện giờ cũng là như thế. Lúc này toàn thân vị thiếu tướng thời nay Vương Mộ Sinh bùng lên lửa giận, tuy không kinh khủng bằng hai người trong đoạn văn trên, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Dương Bách Xuyên hoàn hồn, biết rằng có lẽ Vương Mộ Sinh đã hiểu lầm. Tiền phụ cấp của ba anh và một số khoản tiền nhà anh nhận được trong những năm qua đều bị bà anh khóa trong một cái hòm gỗ nhỏ, không động tới một đồng nào. Lúc Dương Bách Xuyên còn nhỏ cuộc sống rất khó khăn, anh từng hỏi bà tại sao rõ ràng là nhà mình có tiền mà lại không dùng. Anh vẫn còn nhớ lúc đó bà nói trong nước mắt, trên danh nghĩa thì đây là tiền trợ cấp của ba cháu, nếu dùng số tiền này thì chẳng khác nào ngầm thừa nhận ba cháu đã chết thật chứ không phải mất tích. Cuộc sống hơi khó khăn, chúng ta cắn răng chịu đựng thì có thể vượt qua. Có niềm tin thì trong lòng có hy vọng, có lẽ một ngày nào đó ba cháu sẽ trở về. Bà không muốn các cháu không có ba mẹ, bà chẳng thể chăm sóc hai đứa thêm mấy năm nữa, thế nên bà tin rằng ba cháu còn sống, cuối cùng sẽ có một ngày nó trở về. Khi còn nhỏ Dương Bách Xuyên không hiểu những lời này của bà nội, sau khi trưởng thành anh mới hiểu thật ra bà nội đang gieo niềm tin cho anh và em gái, đồng thời cũng đang gieo hy vọng cho bản thân mình. Từ đó về sau cả nhà không ai nhắc tới chuyện động vào số tiền trong chiếc hòm gỗ nhỏ ấy nữa, coi như nó không tồn tại. Cuộc sống khổ cực, nhưng họ đều hy vọng người ba Dương Quốc Trung vẫn còn sống trên thế gian. Mất tích không nhất định là đã chết. Cho nên nhìn thấy Vương Mộ Sinh tức giận, Dương Bách Xuyên vội vàng giải thích, chú Vương hiểu lầm rồi ạ, số tiền kia vẫn còn, có điều bà nội cháu cất đi rồi. Anh thuật lại lời bà nói năm xưa, Vương Mộ Sinh nghe xong thì thở dài, là chú có lỗi với anh Quốc Trung. Nếu biết trước thì chú nên đến tìm ba bà cháu từ sớm mới phải. Thấy mắt Vương Mộ Sinh ướt nhòe, Dương Bách Xuyên rất cảm động. Bây giờ anh đã tin Vương Mộ Sinh và ba mình thật sự là chiến hữu vào sinh ra tử, Dương Bách Xuyên thấy được sự chân thành và áy náy trong mắt ông ta. Sau khi an ủi Vương Mộ Sinh, bàn ăn rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi. Chốc lát sau Lý Gia lên tiếng, Bách Xuyên, hiện giờ sức khỏe của bà nội cháu thế nào? Những năm gần đây sức khỏe của bà nội cháu không tốt lắm. Cháu định sau khi sắp xếp chuyện thực tập xong sẽ về quê đón bà nội và em gái lên đây. Dương Bách Xuyên trả lời. Vương Mộ Sinh ngẩng đầu nói, vốn dĩ chú định mời cháu bữa cơm này, sau đó gia đình chú sẽ đến thăm nhà cháu, nhưng bây giờ xem ra sức khỏe của bà nội cháu không tốt, chú không nên tùy tiện đến nhà. Bách Xuyên này, khi nào cháu về nhà chú Vương đi cùng cháu thì tốt hơn, cháu thấy sao? Được ạ, đến lúc đó cháu sẽ báo cho chú. Nhưng mà chú Vương à, nếu chú bận thì đừng đi, đợi cháu đón bà nội lên Cố Đô rồi chú đến thăm cũng thế cả. Dương Bách Xuyên biết nhân vật tầm cỡ như Vương Mộ Sinh dù không phải trăm công nghìn việc thì cũng gần như thế. Cũng được, đến lúc đó cháu nhất định phải báo cho chú đấy. À phải rồi, về chuyện của mẹ cháu, chú sẽ tìm thử, xem như cho người làm chú này chút việc để làm. Lúc này Vương Mộ Sinh giống như người lớn trong nhà nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Từng câu từng chữ đều chân thành từ tận đáy lòng. Trong lúc mấy người đang tán gẫu chuyện nhà, tiếng chuông điện thoại của Dương Bách Xuyên cắt ngang cuộc nói chuyện. Dương Bách Xuyên liếc nhìn thì thấy là Lưu Tích Kỳ gọi tới, chắc là anh ta đã đến nhà hàng Cố Đô. Anh mỉm cười tỏ ý xin lỗi chú Vương, là một người bạn nối khố của cháu gọi cậu ấy đến đây ăn cùng có được không chú? Vương Mộ Sinh chính chóng nói, con trai à. Có lẽ cháu không hiểu tình nghĩa anh em giữa chú và ba cháu. Chú có thể khẳng định rằng chú và ba cháu Dương Quốc Trung không phải anh em ruột nhưng còn hơn cả anh em ruột. Sau này cháu là con trai của chú và cô Lý. Chú mong rằng trước mặt cô chú cháu đừng xem mình là người ngoài, càng không cần lo lắng gì hết, muốn làm gì thì làm, đã biết chưa? Nghe Vương Mộ Sinh nói mấy câu này, mắt Dương Bách Xuyên đỏ hoe. Từ trước đến giờ anh chưa từng nhận được tình yêu thương của ba mẹ. Anh gật đầu đáp vâng. Lý Gia cũng bảo, đúng, Bách Xuyên à, sau này cô sẽ xem cháu là con ruột.
Mặc dù cô chưa từng gặp ba cháu, nhưng Vương Mặt Đen đã nhắc đi nhắc lại trước mặt cô suốt mười mấy năm. Cháu là con trai của anh Quốc Trung thì cũng là con trai của cô chú, sau này cô chú sẽ đối xử với cháu giống như thằng Tông. Cháu cảm ơn cô chú. Nghe được những câu nói ấm lòng này, nói không cảm động là nói dối. Mà lúc này, người kinh ngạc nhất chính là Phó Siêu. Ông ta biết câu vừa rồi Vương Mộ Sinh nói với Dương Bách Xuyên có trọng lượng như thế nào. Phó Siêu và Vương Mộ Sinh quen nhau trong bộ đội từ 10 năm trước, đã làm việc trong cùng một hệ thống hơn 4 năm. Khi ấy Vương Mộ Sinh vẫn chưa phải là thiếu tướng, hai người thường xuyên ăn cơm cùng nhau, lúc nào cũng nghe thấy Vương Mộ Sinh nhắc tới một chiến hữu cùng vào sinh ra tử, cho nên ông ta biết những lời Vương Mộ Sinh vừa nói với Dương Bách Xuyên đều xuất phát từ nội tâm. Vương Mộ Sinh là gương mặt tiêu biểu cho thế hệ trẻ có tiềm lực nhất trong nhà họ Vương ở Yên Kinh, không hề ngoa chút nào khi nói ông ta đại diện cho cả nhà họ Vương. Mà thế lực của nhà họ Vương trong quân đội chính là đầu não chân chính. Điều quan trọng hơn cả là cây đại thụ nhà họ Vương vẫn còn khỏe mạnh, đó là nhân vật từ thời dựng nước đấy. Chẳng cần nghĩ cũng biết sau này Dương Bách Xuyên có nhà họ Vương che chở sẽ thuận buồm xuôi gió, tương lai rộng mở. Trong lòng nghĩ như vậy, Phó Siêu thầm quyết định về sau nhất định phải giữ quan hệ tốt với tên nhóc Dương Bách Xuyên này. Dương Bách Xuyên cúp điện thoại, ra ngoài đón Lưu Tích Kỳ. Bên ngoài hành lang, Lưu Tích Kỳ đang nhìn con số trên phòng VIP, đã tìm tới nơi. Thiết Đản, sao bây giờ cậu mới đến? Dương Bách Xuyên nhìn thấy anh ta thì mỉm cười hỏi. Đừng nhắc đến nữa, buổi tối bên ngoài đang mưa, không bắt được taxi. Lưu Tích Kỳ buồn bực nói. Dương Bách Xuyên nhìn anh ta, chẳng phải lần trước tôi đã bảo cậu đi lấy xe ư? Sao vậy, công ty hết tiền rồi à? Chủ nhật tuần trước đã xem xe rồi, nhưng đợt này rượu Cố Nguyên sắp được đưa ra thị trường, việc phê duyệt giấy chứng nhận sản phẩm xảy ra chút sự cố, mấy ngày nay tôi bận lo liệu chuyện này nên không rảnh đi lấy xe được, chờ xong việc sẽ đi. Lưu Thích Kỳ nhíu mày. Dương Bách Xuyên động não, hỏi, ngày mai tôi đi mua xe với cậu. Tôi tìm tiền tiểu bối giúp làm mọi thủ tục, mấy tiếng là xong. Cậu đi làm phải có xe mới tiện, phương diện này không thể tiết kiệm được. Còn nữa, cậu nói việc phê duyệt giấy chứng nhận sản phẩm đã xảy ra chuyện gì? Có người chặn à, có tìm người giải quyết không? Ban đầu tôi cứ tưởng vấn đề thủ tục bình thường thôi, chạy vậy vài lần mới phát hiện thấy bất thường. Sản phẩm của chúng ta đã thông qua kiểm tra an toàn thực phẩm của chính phủ, không có vấn đề gì hết. Vậy mà Cục Vệ sinh Thực phẩm lại nhất quyết nói là có hại. Tôi cảm thấy bất thường nên cũng tìm người khơi thông quan hệ, tốn ít tiền mới nghe ngóng được là có kẻ cố ý chặn chúng ta, xem chừng có kẻ muốn chen chân. Nói đến đây, Lưu Thích Kỳ mặt nhăn mày nhó. Dương Bách Xuyên híp mắt hỏi, để mai rồi nói tỉ mỉ chuyện này cho tôi sẽ tìm người. Bây giờ cậu đi với tôi gặp vài người trước đã. Được. Tôi đoán là nếu đối phương muốn chen chân vào công ty chúng ta thì mấy ngày nữa sẽ lộ diện. À phải rồi, ai mời cơm thế? Lưu Thích Kỳ thuận miệng hỏi. Gia đình ba người, chiến hữu của ba tôi. Kể ra thì hơi phức tạp, để sau tôi sẽ kể cho cậu. Còn có người đứng đầu lực lượng vũ trang Cố Đô nữa. Hôm nay tôi gọi cậu đến đây là để cho cậu quen mặt, sau này làm việc cũng tiện hơn, kẻ nào gây rắc rối thì cũng phải cân nhắc. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa mở cửa phòng. Lưu Tích Kỳ cực sốc khi nghe anh nói giới thiệu, người đứng đầu lực lượng vũ trang Cố Đô là cấp bậc đại tá đó. Tuy nhiên, sau khi anh ta theo Dương Bách Xuyên đi vào phòng, còn chưa hết sốc với sự hiện diện của người đứng đầu lực lượng vũ trang đã nhìn thấy một người trung niên khác. Tức thì có tiếng sấm nổ vang trong lòng Lưu Tích Kỳ, cực kỳ chấn động. Bởi vì anh ta quá quen người trung niên này, hồi ở bộ đội. Lưu Tích Kỳ thường xuyên nhìn thấy ảnh và bài viết về ông ấy trên báo quân đội. Còn nữa, cẩm nang đặc chiến quân đội cũng là ông ấy viết ra. Lưu Tích Kỳ rất sùng bái ông ấy. Điều quan trọng hơn cả là ông ấy là thiếu tướng trẻ nhất trong quân giới. Thần tượng trong lòng Lưu Tích Kỳ chính là Vương Mộ Sinh. Anh ta vô thức bước lên một bước, đứng nghiêm chào, chào thủ trưởng. Vương Mộ Sinh nhìn thấy vẻ mặt kích động cúi chào của Lưu Tích Kỳ. Cười hỏi cậu là một cựu chiến binh mà biết tôi sao? Báo cáo hai vị thủ trưởng, tên tôi là Lưu Tích Kỳ đã giải ngũ được 3 năm, lúc trước khi tôi còn ở trong bộ đội thường xuyên xem các tờ báo nói về ngài, tôi là fan của ngài. Lưu Tích Kỳ lớn tiếng trả lời,
đương nhiên là anh ta cũng không quên ra hiệu cho bộ trưởng vũ trang đang đứng ở một bên. Từ khi Lưu Tích Kỳ bước vào giới kinh doanh, hình tượng của anh ta trong mắt Dương Bách Xuyên đã trở nên thành thục và lão luyện hơn lúc trước rất nhiều, hơn nữa lại cũng càng thêm khéo léo đưa đẩy. Vừa rồi anh ta còn nói thêm câu cuối cùng với Vương Mộ Sinh rằng tôi là fan của ngài, cũng phải khiến cho trong lòng Dương Bách Xuyên khen ngợi một fan, cái tên này khả năng vuốt mông ngựa rất có năng lực. Chính thứ đó gọi là cho dù có mặc đến hàng ngàn hàng vạn thì cũng không thể nào qua được cái tuyệt chiêu vuốt mông ngựa này, những lời nói dễ nghe ai mà chẳng thích. Vương Mộ Sinh bị một câu nói của Lưu Tích Kỳ chọc cười ha ha, Lưu Tích Kỳ không tệ. Anh là người phát ngôn cho nhóc Xuyên sao? Đều là người một nhà đến đây đừng câu nệ cho nên cứ ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Cảm ơn thủ trưởng, vẻ mặt Lưu Tích Kỳ kích động nhưng lại không ngồi xuống ngay lập tức, mà ánh mắt còn đảo qua Lý Gia và Vương Tông Nhân, sau đó nhìn về phía Dương Bách Xuyên, ý tứ là cậu mau lại đây giới thiệu hai người này cho tôi đi. Nếu không thì sao tôi có thể ngồi ở đây? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, lập tức nhìn Lý Gia và Vương Tông Nhân, giới thiệu một chút quen biết về Lưu Tích Kỳ. Mấy người khách sáo một phen mới ngồi xuống ăn cơm. Trên bàn cơm, Lý Gia so với Vương Mộ Sinh về mặt đối nhân xử thế còn cáo giả hơn rất nhiều, chủ động dò hỏi Lưu Tích Kỳ đang làm cái gì. Lời này xem như là một mũi tên trúng hai đích, hỏi đúng suy nghĩ đi. Đêm nay Dương Bách Xuyên để Lưu Tích Kỳ đến ăn cơm, chính là vì những lời này. Mà sâu trong nội tâm của Lưu Tích Kỳ thì lại kinh hãi khiếp sợ, đè lại các nghi vấn của mình xuống đáy lòng. Vậy mà lại không nghĩ ra người anh em Dương Bách Xuyên của mình lại muốn leo lên nhờ quan hệ với các nhân vật lớn như Vương Mộ Sinh. Nhưng mà cho dù như thế nào thì bây giờ anh ta biết công ty Vân Kỳ từ nay về sau sẽ tuyệt đối an toàn. Đường đường là tin tức từ phu nhân thiếu tướng thăm dò được ra, đây chính là đang truyền đạt một tin tức. Lập tức ngồi thẳng người, bắt đầu kể cho Lý Gia nghe về tình hình công ty Vân Kỳ. Đương nhiên Lưu Tích Kỳ cũng đã nhấn mạnh trọng điểm Dương Bách Xuyên mới là ông chủ đứng đằng sau của công ty. Lúc nói chuyện, Lưu Tích Kỳ lén lút nhìn Vương Mộ Sinh, chỉ thấy được vẻ mặt ông ta nghiêm túc lắng nghe, cũng không lộ ra biểu tình gì khác, trong lòng cũng yên tâm. Sau khi nói xong, Vương Mộ Sinh mở miệng nói, hai người trẻ tuổi các con cũng không tệ, nghiên cứu phát minh về sản phẩm có thể dưỡng thân thể, rất tốt, nhưng mà về mặt chất lượng chắc chắn cần phải nghiêm khắc kiểm soát. Không thể để lộ ra. Chú Vương yên tâm, công thức là do cháu cung cấp, hơn nữa là cùng một cấp bậc với chú Nhan Đan, với cả trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường thì trước đó chúng cháu sẽ đưa đến bộ phận liên quan an ninh làm kiểm tra cho đến khi tất cả đạt tiêu chuẩn mới có thể đưa ra tiêu thụ. Dương Bách Xuyên nói thêm một câu bổ sung, anh hiểu được Vương Mộ Sinh đang sợ anh sẽ đầu cơ trục lợi. Nếu vậy thì tốt rồi. Vương Mộ Sinh gật đầu nói. Sau đó Lý Gia đang ngồi một bên đột nhiên liếc mắt nhìn Vương Mộ Sinh một cái, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Vương Mộ Sinh có hơi mở gáy gật đầu, ngay lập tức Lý Gia cười nhìn về phía Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ nói, nhóc Xuyên, tiểu Lưu, đúng lúc nhà gì có một cô em tên Tông Nhi vừa du học về nước hơn nữa lại ở nhà không có việc gì làm, cô ấy vừa tốt nghiệp khoa kinh tế tài chính học viện Harvard, không biết có thể sắp xếp cho cô ấy một chức vụ ở công ty các cậu được hay không? Còn tốt hơn là để cho cô ấy ở nhà rảnh rỗi dẫn đến nhàm chán. Có thể được, công ty Vân Kỳ của chúng tôi mới vừa thành lập cho nên vẫn còn đang thiếu nhân tài về phương diện kinh doanh, người mà dì Lý đề cử quá đúng lúc. So với Dương Bách Xuyên đã bước chân vào xã hội sớm hơn thì Lưu Tích Kỳ lại nhanh hơn về mặt phản ứng trước đối phương, vẻ mặt mừng rỡ vội vàng đồng ý. Đùa tôi đấy à, đường đường là em gái của thiếu tướng lại còn là sinh viên của Đại học Harvard sao có thể không có việc làm được? Cô ta có thể nhàn rỗi ở nhà sao? Có đánh chết Lưu Tích Kỳ cũng không tin. Ý mà Lý Gia muốn nói, thật ra chính là đang làm ô bảo hộ cho công ty Vân Kỳ, loại chuyện này có ước cũng không có đâu. Ngay từ đầu Dương Bách Xuyên còn chưa kịp phản ứng lại, chờ đến khi anh hoàn hồn lại thì đã nhìn thấy được dáng vẻ vui mừng của Lưu Tích Kỳ, cũng hiểu rõ được mấu chốt trong đó. Trong lòng anh cảm động không khỏi nhìn về phía Lý Gia và Vương Mộ Sinh, có thể hiểu rõ được đây là một mảnh khổ tâm của bọn họ. Có em gái của Vương Mộ Sinh đến công ty Vân Kỳ, anh có thể tưởng tượng được, những tháng ngày sau này của công ty Vân Kỳ sẽ bớt đi được rất nhiều phiền phức. Được, chuyện này cứ định như vậy đi, sau khi trở về tôi sẽ bảo tiểu cô Tông Nhi tới tìm mấy người báo cáo. Lý Gia cười nói. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên kích động nói, cảm ơn chú gì.
Đứa nhóc như con sau này cũng không cần phải khách sáo như vậy, ba mẹ con không có ở đây, ngược lại dì hy vọng con có thể coi dì như là mẹ nuôi của con đi. Lý Gia Gia vẻ tức giận liếc Dương Bách Xuyên một cái. Dương Bách Xuyên có hơi cảm động, vừa muốn nói chuyện, lại không nghĩ tới Phó Siêu ở một bên đã bỏ chén trà xuống hỏi, nhóc Xuyên, Tiểu Lưu, chú Phó cũng có một cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể nói hay không. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, vội vàng nói, chú Phó chú có việc gì muốn phân phó cứ việc nói, con chắc chắn có thể làm được. Ha ha, thật ra cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút liệu trong công ty các cháu có thiếu nhân viên chuyên về máy tính không, trong nhà dì cậu có một đứa cháu trai, chơi máy tính cũng được chỉ là không đi đúng hướng, chú nghe nói là nó ở nước ngoài làm hacker bạch khách cái gì đó, dù sao nó cũng là vì gây họa từ trên máy tính mà mới về nước. Bây giờ ở nhà cũng không phải là có chuyện gì chỉ là chú Phó mặt dày cũng muốn xin việc cho tên khốn nạn kia, đương nhiên nếu cháu cảm thấy không thích hợp thì cũng không cần miễn cưỡng. Phó Siêu nói xong cười nhìn Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ, ông ta vừa nhìn là có thể hiểu rõ, ông già chiến hữu Vương Mộ Sinh kia muốn hạ bản thân mình để làm hậu thuẫn cho đứa nhóc Bách Xuyên này, thực lực của ông cụ nhà họ Vương thì không cần phải nói, hợp tác cũng rất có lợi. Mà ông ta lại muốn duy trì được mối quan hệ tốt với Vương Mộ Sinh, Dương Bách Xuyên là đứa cháu mới khởi nghiệp ở Cố Đô, chính là một mối liên kết tốt nhất. Lý Gia bảo em chồng đến thẳng công ty của Dương Bách Xuyên, đây chính là một chuyện tốt, sau khi nghĩ lại thì Phó Siêu cũng nảy sinh một kế sách trong đầu đó là chủ động lấy lòng Dương Bách Xuyên, cho dù không được nổi tiếng, nhưng sau này công ty Vân Kỳ ở Cố Đô đã có ông ta chống lưng. Với thái độ này, thứ nhất là kết giao với Dương Bách Xuyên. Thứ hai là muốn cho Vương Mộ Sinh nhìn thấy, dù sao bản thân Phó Siêu ông ta làm việc ở Cố Đô nhưng ông cụ nhà họ Vương lại ở Yên Kinh, tục ngữ có cơ quan huyện không bằng hiện quản, có Phó Siêu ông ta ở Cố Đô chăm sóc cho cậu Dương đây, có thể khiến cho Vương Mộ Sinh nhớ cái tốt lần này. Còn về phần Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ, sau khi nghe được Phú Siêu nói vậy, bọn họ vẫn không hiểu được ý của người ta là muốn chủ động lấy lòng. Cho dù công ty của bọn họ không cần nhân tài về mặt máy tính thì lúc này cũng phải nói là rất cần, huống chi sự thật là cũng cần. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Lưu Tích Kỳ, bảo anh ta nói, dù sao công ty cũng là do Lưu Tích Kỳ đang xử lý. Lúc này Lưu Tích Kỳ nói với Phó Siêu, cảm ơn thủ trưởng rất nhiều, bây giờ là thời đại Internet hơn nữa với sự phát triển của công ty không thể thiếu nhân tài chuyên về máy tính, cháu còn đang lo không tuyển được người. Đúng đúng đúng. Cảm ơn chú Phó. Dương Bách Xuyên cũng phụ họa thêm một câu. Ha ha ha, tốt, vậy chú cảm ơn hai đứa. Phó Siêu cũng nở nụ cười, trong lòng thầm than hai đứa thanh niên này vô cùng rõ ràng. Trên bàn ăn, mọi người vừa nói chuyện vừa cười, nói chuyện đến vui vẻ. Trong lúc đó Lý Gia hỏi một câu về các phương diện phát triển của công ty có khó khăn gì không, Dương Bách Xuyên vừa muốn nói ra phương diện phê duyệt sản phẩm đang xảy ra vấn đề. Nhưng lại bị Lưu Tích Kỳ giành trước một bước trả lời, không có bất kỳ vấn đề nào cả, mọi chuyện vận chuyển đều được chuẩn bị rất tốt. Bị chặn lại. Dương Bách Xuyên ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lưu Tích Kỳ nhưng cũng không nói thêm gì, anh ta nói như vậy chắc chắn là có lý do của bản thân. Sau khi bữa cơm ăn xong ba bốn người mới tan cuộc, một nhà ba người Vương Mộ Sinh trở về khách sạn, nếu như họ đã biết tình huống của nhà Dương Bách Xuyên, Vương Mộ Sinh sẽ không nóng nảy quay về, công vụ còn phải bận rộn. Ngày mai sẽ trở về Yên Kinh, rồi lại chuẩn bị chờ Dương Bách Xuyên đón bà nội đến Cố Đô sau đó lại đi thăm. Trước khi đi, ông ta còn nhiều lần dặn Dương Bách Xuyên có chuyện gì thì nhất định phải gọi điện thoại nói cho ông ta biết. Phó Siêu có tài xế đưa đón, sau khi chào hỏi cũng rời đi. Trước cửa khách sạn Cố Đô, chỉ còn lại Lưu Tích Kỳ và Dương Bách Xuyên, hai người nhìn nhau cười, Lưu Tích Kỳ đấm Dương Bách Xuyên một cái nói, hôm nay cậu cho tôi một chuyện vui quá lớn. Trong lòng anh em của cậu đến bây giờ còn đang nhảy nhót đây này, đi, tìm một chỗ thanh tịnh cho tôi để có thể nói chuyện một chút, vị thủ trưởng kia sao lại là chiến hữu của ba cậu vậy? Hai người đi tới quán trà gần đây, Dương Bách Xuyên nói chuyện Vương Mộ Sinh quen biết ở Phượng Hoàng Sơn, cùng với chuyện của cha mình nói cho Lưu Tích Kỳ. Sau khi nghe xong Lưu Tích Kỳ cũng thở dài không thôi nhưng mà trên mặt càng thêm hưng phấn nói, có quan hệ với vị thủ trưởng kia lại còn với cựu sĩ quan bộ đội của Cố Đô. Tôi cuối cùng có thể nắm chắc được ngày sau của Vân Kỳ có thể phát đạt rồi, ha ha. Đúng rồi, lúc nãy anh không cho tôi nói cho gì Lý Gia biết, về vấn đề phê duyệt sản phẩm nếu như có gì ấy ra mặt chào hỏi, chắc chắn rằng có thể giải quyết.
Dương Bách Xuyên hỏi Lưu Tích Kỳ. Lưu Tích Kỳ nhìn anh như đang nhìn kẻ ngốc, cậu bị ngốc à? Quan hệ nhà họ Vương là cây lớn, chỉ vì chút chuyện nhỏ phê duyệt sản phẩm này mà cũng phải đánh động một con người, chính là giết gà dùng dao trâu. Tôi nhớ rõ cậu đã nói qua trong nhà Lâm Hoan dường như là có người làm việc trong chính phủ. Ngày mai cậu tìm Lâm Hoan hỏi một chút hơn nữa, cô ấy còn là một trong những cổ đông chắc hẳn là có thể giải quyết được. Nếu như thật sự không được thì còn có phó bộ trưởng đại lão này ở đây. Dương Bách Xuyên nghe xong cũng rất xấu hổ, khụ khụ cười nói, mẹ kiếp, công lực của cậu lại tăng nha, nghe lời nói này của cậu, tôi thấy thật sự đúng với đạo lý. Đúng vậy anh bạn, tôi mờ mịt lăn lộn trong giới huấn luyện tổng giám đốc cao cấp không phải là vô ích nha. Lưu Tích Kỳ cười ha ha đắc ý nói. Cậu giống như một bông hoa đậu vậy. Cậu nói cái gì? Mập rồi. Cậu đang mắng tôi sao? Ha ha ha. Phản ứng lại là sự giận dữ của Lưu Tích Kỳ, hai người ngồi uống trà tán gẫu rất hào hứng say mê, cuộc sống như vậy trong hồi ức sau này càng ngày càng quý trọng, bởi vì thời gian gặp gỡ sẽ đều ít đi. Buổi tối hôm đó, Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ tán gẫu đến khuya, lúc về nhà thì đã là rạng sáng, vốn định gọi điện thoại cho Tiền Tiểu Bối nhưng khi nhìn thấy thời gian đã quá muộn cho nên đã quên đi. Sau khi tốt nghiệp không cần phải lo lắng đi học dậy sớm, đều ngủ đến khi nào tỉnh lại thì tỉnh, khi anh đứng lên nhìn đã sắp đến giữa trưa, lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Tiền Tiểu Bối, bảo cô ấy mang xe đến đón Lưu Tích Kỳ. Khi điện thoại được kết nối thì Dương Bách Xuyên còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Tiền Tiểu Bối đã trực tiếp nổ pháo. Hơn nữa là trực tiếp mắng Dương Bách Xuyên khiến cho cả bụng Dương Bách Xuyên đều tức giận, anh còn không biết đã đắc tội chuyện gì với cái cô búp bê nóng tính dễ vỡ này. Dương Bách Xuyên cậu chính là một tên lưu manh khốn kiếp. Đây là câu đầu tiên mà Tiền Tiểu Bối mở miệng. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng tức giận, vô duyên vô cớ bị Tiền Tiểu Bối mắng, nhưng bây giờ anh còn cần cô ấy đi làm việc cho nên không thể nổi giận, hít sâu một hơi đè nỗi cú tức này xuống, nói với điện thoại, tôi nói này cô chủ lớn nhà họ Tiền, tôi không ăn đậu hũ của cậu hơn nữa cũng không chiếm tiện nghi của cậu, cậu mắng tôi vì cái gì vậy? Giọng điệu Tiền Tiểu Bối cứng rắn nói, muốn chiếm tiện nghi của bổn cô nương tôi, cậu cũng không có cái lá gan kia, hừ, đặc biệt là cậu tối hôm qua đã bắt nạt Linh Linh như thế nào. Để cho sáng sớm hôm nay cô ấy đi rồi. Dương Bách Xuyên nghe được cái hiểu cái không nói, cái gì là cái gì chứ, sao tôi phải bắt nạt cô ấy? Cậu có thể nói tiếng người dễ nghe được một chút hay không? Nếu như tối hôm qua cậu không có bắt nạt Linh Linh thì sao sau khi cô ấy đi ra khỏi cao đường danh rồi lại khóc? Với cả sáng sớm hôm nay cô ấy đã đi Pháp, vốn dĩ cô ấy còn bảo tôi đi cùng, đột nhiên nói đi là đi thì còn không phải là cậu bắt nạt cô ấy sao? Tiền Tiểu Bối dùng giọng điệu hỏi tội. Dương Bách Xuyên càng nghe càng không hiểu nói, đồ thần kinh, tôi cũng không làm cái gì, tự nhiên gọi cho tôi bảo tôi là bắt nạt cô ấy. Liễu Linh Linh là cô chủ lớn của nhà họ Liễu, sao tôi có thể bắt nạt được cô ấy? Tiền Tiểu Bối ở trong điện thoại thấy kỳ lạ lại hỏi, tôi nói này Dương Bách Xuyên, tôi thật sự rất nghi ngờ chỉ số thông minh của cậu đấy, ngay cả kẻ ngốc đều nhìn ra được là Linh Linh thích cậu, hôm qua lời nhắn mà cậu viết ở trên tường, chắc chắn là tìm được cô ấy, nếu không thì còn ai nữa? Giờ đã hiểu chưa, Linh Linh rõ ràng là hiểu rõ trái tim cậu như thế nào nên mới cảm thấy đau khổ, thực sự là ngu ngốc. Ách tôi, trong lòng Dương Bách Xuyên chua xót, làm sao mà anh lại không cảm nhận được Liễu Linh Linh có tình cảm với anh? Chẳng qua là chuyện gia đình của dòng họ nhà họ Liễu so với một tên thằng nhóc quê mùa như anh sao có thể đánh đồng, cho nên anh cũng không dám biểu đạt lại với Liễu Linh Linh một cách dễ dàng, hơn nữa cô cũng không nói gì cả. Nghĩ lại về những lời viết ra của ngày hôm qua, cuối cùng Dương Bách Xuyên biết được đây là hiểu lầm, nói với Tiền Tiểu Bối, bệnh thần kinh Tiền Tiểu Bối kia. Cậu đúng là mẹ của tôi, được rồi, cúp máy đây, giờ tôi ra sân bay tiễn cô ấy. Khoan đã, Linh Linh đã cất cánh được 2 giờ trước. Đúng rồi, cậu gọi cho tôi có chuyện gì sao? Nghe được lời giải thích của Dương Bách Xuyên, Tiền Tiểu Bối biết là hiểu lầm, lúc này cảm thấy hơi áy náy. Công ty cần xe, tôi bảo Lưu Tích Kỳ gọi cho cậu, cậu dẫn anh ta đi xem xe đi. Được, vậy cậu mau gọi điện thoại cho Linh Linh đi. Dương Bách Xuyên mặc dù Linh Linh không nói ra nhưng tôi cảm nhận được Linh Linh thích cậu. Được rồi, cúp máy đây, tôi biết rồi. Cúp điện thoại, Dương Bách Xuyên có hơi cười khổ, suy nghĩ một chút, vẫn là gọi điện thoại cho Liễu Linh Linh,
chỉ tiếc là điện thoại đã ở trong trạng thái tắt máy. Cô đi rồi, Dương Bách Xuyên không hiểu được cảm giác trống rỗng trong lòng, anh đối với Liễu Linh Linh thật sự là không có cảm giác gì sao, có lẽ trong lòng anh cũng có cô. Trong ngực ôm con trồn hương hương, Dương Bách Xuyên suy nghĩ về quá trình anh và Liễu Linh Linh quen biết nhau, còn chưa nói, hình như trong lòng mình thật sự đã có chỗ cho cô. Nhưng, bây giờ mọi thứ đã muộn, cô đi rồi, sau này không biết khi nào mới có thể gặp lại cô. Ở trên ghế sofa lăn lộn một hồi, Dương Bách Xuyên lắc đầu không muốn, ngẫm lại phiền lòng, anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Lâm Hoan, đêm qua Lưu Tích Kỳ nói có người kẹt giấy phép sản phẩm, chuẩn bị để Lâm Hoan nhờ quan hệ xem có thể giải quyết chuyện này không. Điện thoại của Lâm Hoan vang lên 3 tiếng đã cúp máy, Dương Bách Xuyên cũng không có gọi lại, chắc là cô đang bận. Quả nhiên một lát sau, anh nhận được tin nhắn của Lâm Hoan, trên đó viết, tôi đang bận, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu. Dương Bách Xuyên gửi lại một câu, không vội, đợi cô làm việc xong rồi nói sau. Sau đó, anh đứng dậy đi nấu ăn, mặc dù ở một mình, cũng không thiếu tiền, nhưng kinh nghiệm cuộc sống khó khăn đã làm cho anh quen với việc tiết kiệm, dù sao anh cũng có thể tự nấu ăn. Hơn nữa, sau khi con trồn hương hương ăn cơm xong, Dương Bách Xuyên chuẩn bị ra ngoài, chiều nay là ngày anh đến gặp lớp trưởng cũ của Lưu Tích Kỳ là Tưởng Trấn ở công ty đấu giá của tập đoàn Triệu Thị để phỏng vấn. Nói là phỏng vấn thật ra là đi cửa sau, bởi vì Tưởng Trấn và quản lý bộ phận nhân sự của công ty đấu giá quen biết nhau. Đã hẹn gặp nhau lúc 2 giờ chiều, anh nghĩ nên đi sớm một chút. Dương Bách Xuyên lái xe qua và gọi điện thoại cho Tưởng Trấn. Lúc Tưởng Trấn đi ra, nhìn thấy Dương Bách Xuyên lái BMW tới, anh ấy cười khổ nói, người anh em Dương, tôi không ngờ hiện tại cậu và Lưu Thích Kỳ cùng nhau mở công ty, có nhà có xe. Sao còn phải đến công ty đấu giá làm công việc thực tập cũng rất khó chuyển thành chính thức. Ha ha, anh tưởng có điều không biết, bà nội tôi chỉ hy vọng tôi tốt nghiệp đại học tìm được một công việc về tri thức trong TV, hiện tại tôi muốn tìm công việc đúng với chuyên ngành học, làm một khoảng thời gian cũng coi như cho bà nội tôi một câu trả lời thỏa đáng. Vẫn là nghĩ không ra, nhưng tấm lòng hiếu thảo của cậu là đúng, ha ha, đi thôi, tôi dẫn cậu đi lên gặp giám đốc nhân sự. Tôi đã nói chuyện trước rồi, cậu chỉ đến đó chào hỏi tí thôi. Yên tâm đi, giám đốc nhân sự ở đây là họ hàng của một người chiến hữu của tôi. Tưởng Trấn cười dẫn theo Dương Bách Xuyên đi vào tòa nhà đấu giá. Dương Bách Xuyên lấy từ trong túi ra phong bì đã chuẩn bị sẵn từ lâu, nói, lần này làm phiền anh Tưởng rồi, coi như mời anh uống cốc trà. Tưởng Trấn vừa nhìn thấy phong bì, nhìn có vẻ rất dày, trong lòng giật mình. Nhưng lập tức sắc mặt anh ấy kéo lên nói, đây là cậu đang vả vào mặt của tôi sao, cậu và Lưu Tích Kỳ là anh em, cũng chính là anh em của Tưởng Trấn tôi, cái này để làm gì chứ, thu lại đi. Dương Bách Xuyên chân thành nói, anh Tưởng, anh nghe tôi nói đã, chuyện anh làm cho tôi, dù sao cũng mời anh ăn cơm hút thuốc lá gì đó, vẫn chưa tình là ơn nghĩa lớn lao gì, nếu anh không nhận, tôi xoay người rời đi, lại đi tìm việc làm khác vậy. Trong lúc nói chuyện, anh kiên trì nhét phong bì vào trong tay Tưởng Trấn. Mà Tưởng Trấn nghe được Dương Bách Xuyên nói như thế, sảng khoái cười nói, được, vậy tôi sẽ nhận, cảm ơn, sau này có chuyện gì cứ việc mở miệng. Dương Bách Xuyên hiện tại không thiếu chút khoản tiền nhỏ này, anh cho Tưởng Trấn 1 vạn tệ, anh hiểu rõ tìm người làm việc, người ta mời người ăn cơm cũng phải bỏ tiền, còn phải nợ cả ân nghĩa. Tưởng Trấn và Lưu Tích Kỳ quen thân nhau, nhưng không quen thân với Dương Bách Xuyên anh. Không bỏ ra chút lợi ích, lần sau còn ai muốn giúp anh nữa, cũng sẽ bị người ta nói là không hiểu chuyện. Nhận lấy phong bì của Dương Bách Xuyên, tâm trạng của Tưởng Trấn cũng rất tốt, tự mình dẫn theo Dương Bách Xuyên đến văn phòng giám đốc nhân sự. Đến cửa, Dương Bách Xuyên nhìn thấy tấm biển mới phát hiện trên đó viết chữ phó giám đốc, trong lòng anh nghĩ có phó chắc là vẫn còn có chính. Sau khi Tưởng Trấn gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng mời vào. Giám đốc Mục, đây chính là cháu trai Dương Bách Xuyên mà tôi đã nói với ông vừa đi vào, Tưởng Trấn lập tức mở miệng giới thiệu Dương Bách Xuyên với một người trung niên khoảng 50 tuổi. Xin chào giám đốc Mục, tôi tên là Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên chủ động tiến lên bắt tay giám đốc Mục. Thằng nhóc này rất nhanh nhẹn, xin chào, tôi là Mục Vạn Thịnh. Sau khi nói xong, ông ta nói với Tưởng Trấn, đội trưởng của anh và chú tôi là chiến hữu, chuyện của cháu trai anh. Tôi sẽ xử lý kỹ, anh đi làm việc đi. Được rồi,
vậy thì cảm ơn giám đốc Mục. Tưởng Trấn nói cảm ơn và ra hiệu cho Dương Bách Xuyên rồi đi ra ngoài. Lúc này giám đốc Mục cười nói với Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên, công ty chúng tôi là công ty bán đấu giá, hầu hết đều sẽ bán đấu giá đồ cổ, những di vật văn hóa này đều cần viết văn bản giới thiệu lịch sử, cậu học lịch sử chắc là có thể đảm nhiệm công việc này chứ. Dương Bách Xuyên gật gật đầu nói, không thành vấn đề, cảm ơn giám đốc Mục. Vậy được, tôi sắp xếp người giúp cậu điền hồ sơ vào làm, ngày mai bắt đầu đi làm đi. Mục Vạn Thịnh nói và bấm điện thoại trên bàn làm việc. Giám đốc Mục, xin hỏi có chuyện gì ạ? Sau khi điện thoại kết nối, giọng nói của một người phụ nữ truyền đến, lọt vào trong tai Dương Bách Xuyên có chút cứng rắn. Tiểu Chu, cô đến văn phòng của tôi một chút, Mục Vạn Thịnh nói vào trong điện thoại. Thực xin lỗi giám đốc Mục, tôi đang làm công việc giám đốc Ngô giao phó, đợi lát nữa tôi qua đó được không? Giọng nói của người phụ nữ nghe giống như là đang biểu đạt sự áy náy, thật sự lọt vào tai Dương Bách Xuyên chính là đang trả lời Mục Vạn Thịnh cho có lệ. Theo lý thuyết, đường đường là một giám đốc, sai bảo cấp dưới đến văn phòng thì đối phương phải lập tức đến ngay chứ, căn bản cũng không dám tìm cớ, nhưng cô gái trong điện thoại thật đúng là đang tìm cớ. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên nhìn thấy sắc mặt Mục Vạn Thịnh tối sầm lại, lập tức cúp điện thoại, tức giận nói, tôi ngược lại muốn nhìn xem cô đang bận cái gì. Tổng giám đốc mới là một cô gái trẻ tuổi, cho nên một đám cổ đông không phục, trong khoảng thời gian đấu tranh này rơi vào thế hạ phong, làm cho đám cổ đông đó kiêu ngạo lên, không nghĩ tới hôm nay một nhân viên nhỏ cũng làm cho ông ta mất hết mặt mũi. Lúc này đứng dậy nói với Dương Bách Xuyên, cậu đi theo tôi tự mình làm hồ sơ cho cậu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.